Hello, hello. Hello. Rồi mọi người vô lại giùm em nha mọi người ơi. Cái trang nó bị tí nó bấm nút quay ngược lại cái nó bị sao nó tối thui màn hình em phải tắt em vô lại. Mọi người thông cảm nha, vô lại giùm em nha. Rồi mọi người vô lại đi mọi người ơi. Rồi ai thấy em mà chấm 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 lên như em cái đó mọi người. Ai thấy em thì chấm chấm bài lên như em nha mọi người nha. Kiếm kinh khủng khiếp luôn á trời. Hello, hello. Rồi em lên luôn nha mọi người nha. Rồi ai ai đang xem thì mọi người comment số tài khoản lên giùm em nha mọi người. Ai đang xem comment số tài khoản giùm em luôn nha. Em lên luôn nha các tình yêu ơi. Rồi lên thôi mọi người ơi, nhận nhận lọc đi nè mọi người nè, nhận lọc đầu năm nè. Rồi lên số tài khoản giùm em đi nè. Rồi comment số tài khoản kèm tên chủ tài khoản luôn nha mọi người ơi, tên ngân hàng, tên chủ tài khoản. Rồi lên lại giùm em ấy. Rồi lên đi mọi người, lên lại. Hello anh Kiều nè. Hello thương mến, hello chị Nay Nguyễn. Hello Kiều Phương Mizama nè. Rồi hello Kiều Tiên. Đó, thì em nãy mạng nó bị gì á. Dạ rồi, cảm ơn chị Nga Ngọc rồi. Chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe nha. Làm ăn phát tài, phát lộc nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ chắc khỏi cần ấy quá. Tên nào mà lời chúc mà nghe hay nhất là em chuyển khoản luôn cho nó lẹ cha nó đi. Bây giờ chia sẻ, hồi nãy chia sẻ rồi. Bây giờ vô chia sẻ nữa mọi người lười nè. Chúc chị năm mới phát tài, mua mây ban đất rồi. Cảm ơn ngân hà nè, cảm ơn ngân hà thêm kiều. Rồi mọi người cứ lên đi, mọi người lên đi, rồi mọi người comment lên đi, rồi 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 em coi thử ai đấy thì em lướt lướt rồi em đọc luôn, em chuyển khoản luôn đi em. Cái này là nói chung là không có là bao nhiêu nhưng mà đều là cái tấm lòng, như là cái này cái lọc đầu năm nha mọi người nha. Cái lọc đầu năm mọi người nhận về để mọi người may mắn nguyên một năm may mắn. Năm vừa rồi có người nhận lọc của em hả, kêu là nhận lọc của em về bán được thì nó tùy theo, quá nhiều người ta hợp vía mọi người, hợp vía nhiều khi hả người ta nhận lọc người ta bán ok. Năm vừa rồi thì em mùng 1 Tết là em lì xì mùng 1 Tết rồi. Ai 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 mà tuổi ngựa nè, ai tuổi ngựa lên đi em lì xì đầu tiên nhất. Tuổi ngựa với tuổi mèo, tuổi ngựa tuổi mèo, tuổi ngựa với tuổi mèo nè, đầu tiên nè lên mọi người lên em lì xì đầu tiên nè. Ai mà tuổi ngựa tuổi mèo nè, rồi cảm ơn thương mến nè. Nói chung có sức khỏe mới làm được nha mọi người nha. Cảm ơn thương mến, chúc chị khai trương hồng phát, gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn em nè. Thương mến tuổi gì ạ? À? Mến đây
tuổi gì nè, hay làm coi bói luôn cha, đem khỏi bán em rồi, coi bói luôn nha. Rồi, cảm ơn Kiều Tiên nè, cảm ơn. Năm mới chúc chị cùng mây bánh đất. Cảm ơn em. Sửu cũng được. Rồi, thương mến lên luôn đi, sửu cũng được. Nói chung lì xì mà, sửu là hợp với chị á. Nhà em hợp á. Rồi, lên luôn. Rồi, cảm ơn Hiền Trương nè. Thank you bạn Hiền. Thank you. Dạ ok này, ra đơn thương mến trước đi. Ủa mà đâu rồi cái tài khoản đâu? Em làm luôn lần rồi, em chuyển luôn lần. Em để trên này luôn đi. Em chuyển luôn trên này luôn đi cho nó lẹ. Nhận được báo em nha mọi người nha. Ai nhận được báo em nha. Ai nhận được rồi báo luôn nha. Mày nhận lì xì nè Linh. Điện thoại mày đâu? Chia sẻ không được. Tại tao lấy là chút, tao đâu lấy chia sẻ. Tao mất tiêu rồi, thương mến, tao mất tiêu Troy đâu rồi. Bùi Thị Di hả? Ăn à, ai đi băng. Mẹ Quyên hồi nãy thấy mà bà đi ra rồi sao á. Bà Quyên rất là hợp tuổi luôn. Bùi Thị Di. Ok. Ok. Nhận được báo luôn nha mọi người nha. Rồi trừ luôn rồi đó. Nhận được báo luôn rồi, thương mến chị lì xì rồi nha, nhận lọc nha, có mua có buôn bán thì mua mây băng đắt nha. Rồi cho gì Kiều Phương Mirama. Kiều Phương Mirama. Ngân hàng Vietinbank nè. Rồi mọi người cứ lên đi nha mọi người. Em coi thử cái lời chúc của ai là thiết thật nhé. Đây ra đơn của Kiều Kiều Phương trước đây. Rồi qua rồi á, thương mến coi qua thì báo chị nha. Ủa sao không in bill ra được vậy? Mở lên lại coi bill chưa in ra được. Để em in bill em cầm ra em đập cho dễ cái màn hình nó. Điện thoại nó bị chát mọi người. Em không có nhìn vô cái số nữa. Nó nhỏ, chờ em xíu nha. Thương mến ơi, chuyển khoản rồi nha. Nhận được rồi thì báo chị luôn nha. Nhận được rồi thì báo chị luôn. Khi con Bon nó chỉ cái vụ ra máy trong máy đi nè. Không anh đưa ra được. Nè vô đây coi thử nha. Hôm bữa nó có nó nó kêu kêu không chịu kêu nó chỉ đi. Chờ em xíu nha mọi người. Chờ anh đưa ra đi đâu, bill con vỏ Kiều Phương có đâu.
Mới em view nào rồi đó. Chờ em xíu mình view được ra không nha mọi người nha. Không anh được đâu. Hôm bữa em chịu kêu nó chỉ đi, nó có hay đó em chịu kêu nó chỉ luôn. Nhanh đi, là sắp đang chờ. Nó ngoài bấm trên điện thoại đâu, nó bấm nó trên máy vi tính đó nha, ngoài bấm trên điện thoại đâu, nó chỉnh trên máy tính á. Chứ không liên quan tới cái điện thoại đâu. Không liên quan tới điện thoại. Mà có các bạn nào mà kêu nó chỉ. Chúc sắp vào gia đình nhiều. Đây là cảm ơn Trần Lê, Trinh Lê, Trinh Lê thì Trinh hả? Trinh Lê thì Trinh. Trinh Lê thì Trinh coi thử có chưa? Chúc gia đình chị năm mới sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Rồi cảm ơn Oanh Kiều, ra Oanh Kiều luôn đi. Oanh Kiều nè, Oanh Kiều nè, đây của Trinh Lê thì Trinh Lê thì Trinh nè. Em nhận được rồi, cảm ơn chị rồi. Ok em nha, thương mến nha. Rồi anh Lê năm mới chúc chị và gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và muôn may. Rồi cảm ơn anh Lê, ra anh Lê luôn đây. Anh Lê có ấy không? Anh Lê có lên số tài khoản luôn chưa? Anh Lê ấy nha. Anh Lê. Rồi anh Lê lên số tài khoản đi anh Lê ơi, lì xì lấy lọc nha. Ai ba ai buôn bán thì mua may bán đắt nha. Ồ, chứ mày ra cái gì vậy? Ra cái nào có số tài khoản không ra? Cái nào có số tài khoản này ra, còn có số tài khoản ra làm gì? Dạ, nếu mà tuổi ngọ thì nếu mà tuổi ngọ thì nhắn số tài khoản qua giùm em luôn nha. Nếu mà tuổi ngọ thì nhắn số tài khoản qua giùm em ha. Ai mà tuổi ngọ nè, tuổi ngọ, tuổi mèo, nhắn số tài khoản qua giùm em luôn, em chuyển luôn. Ai tuổi ngọ? Năm nay em hợp với tuổi ngọ mọi người ơi. Năm nay em hợp tuổi ngọ, khi nào mới hẹn mọi người, ngày nào tuổi ngọ lên mới hẹn giùm em. Không gì tới đâu kìa, kêu con boy đi, gọi con boy nó chỉ đi. Mất thời gian hết giờ nè. Hôm bữa có nó đó, không ra được mà em chịu kêu nó. Bữa đây nói chỉ đi không chỉ. Ông Hải lên luôn đi, ông Hải ơi, lên coi đi nhanh đi. Hết giờ rồi, lẹ lên. Nè nhanh đi. Không phải trong này, coi trong đó coi. Bạn nào Đoàn Nguyên đúng rồi. Không vô được trong máy tính ra được mà máy đó ra không được, nó không kết nối được trong đó đó. Coi kiểm tra lại lẹ đi nhanh đi. Hết giờ. Nhiều khi ông phải gọi cho thằng Bôi nữa. Bữa có nó đó, người kêu nó chỉ luôn. Nhiều khi nó đi học video online rồi biết trường nào nó đang học rồi nó tắt máy thì sao gọi. Nhanh đi. Chờ em xíu nha, em đã đọc tên rồi, để em ra thêm nha mọi người. Chờ em một tí nị nữa nha mọi người nha. Thông cảm giùm em nha. Nó trục trặc mà bên đây không có cái đứa chính đi, toàn là phụ không mà không biết ngõ. Không có rành máy tính đó, nên là nhiều khi in đồ này kia cũng nó tự nhiên ngày hôm nay khai trương mà nó lục đục tùm lum hết trơn. Không biết ngồi ra luôn, phải gọi cầu cứu à. Ra đỡ trong đó đi, đập ra đi, con lên bước qua đi, ngồi ra đập la ra đi. Anh Lê đó, anh Lê lên rồi đó.
Đang like mà mấy anh biết không được. Nói cho anh nó nhanh đi. Nói là phải khẩn trương. Ờ đưa đây, đưa mấy cái tờ đã đưa qua đây. Bấm nhỏ thôi, nhỏ tiếng thôi. Cái ông này sao quá. Ôn Kiều có số tài khoản rồi nè, sao kêu chưa? À, chị nhớ chị anh Lê trước. Nếu mà anh Lê này mà ngựa 78, ngựa 78 là ngựa nhiêu ta? 78 là tới nhiêu? 78 là tới 91 đúng không? Ủa? 78 là 90 vậy đúng không? Đúng rồi, 78 là 90 vậy là chắc là chị anh Lê là 78 rồi. 78 là lớn hơn em nha. Lớn hơn em đó mà em không biết, em cứ kêu bằng em không à. Nếu mà ngựa nhỏ thì mà ngựa 90 á, ngựa 90 thì nhỏ hơn em, mà ngựa mà ngựa 78 là lớn hơn em. Mà em không biết, em kêu bằng em thôi, lỡ rồi. Ngựa 90 á thì nhỏ hơn em, mà ngựa 78 là lớn hơn em. Ngân hàng Vietcombank. Chị nó bữa nói hỏi đi. Vietcombank đây. Cái nào cũng Long Nguyên hết. Số tài khoản. Cái nào cũng Long Nguyên. Ủa? À đây. Này Long Nguyên nè. Cái này cũng Long Nguyên, mới vô Long Nguyên. 721. Nè. Bên số 0. Chị không chuột vô, chị chia tay vô. 53. Rồi. 7121. Được, cái nói Long Nguyên 53 thôi. Rồi, nhận đi xì lấy lọc nha chị nha. Nhận lì xì lấy lọc nha chứ nha. Nói chung là em chúc mọi người ai mà kiểu như là có kinh doanh thì mua mây bán đất, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha mọi người. Nói chung là mọi người chúc em thì em cũng chúc tất cả các khách hàng thân yêu của em một năm mới tràn đầy nói chung là niềm vui và hạnh phúc. Quan trọng là sức khỏe nha. Có sức khỏe thì mình mới có sức khỏe thì mình mới làm mọi thứ được, còn có sức khỏe chẳng làm được gì. Nên là quan trọng đầu tiên nhất là phải chúc sức khỏe cho mọi người. Sức khỏe nè, năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc. Nói chung là như vậy. Rồi em chuyển khoản rồi nha, chị nhận được rồi báo giùm em nha. Rồi em chuyển cho chị anh Lê rồi nè. Rồi tới Oanh Kiều nha. Rồi tới Oanh Kiều. Oanh Kiều là ngân hàng Vietinbank. Vietinbank. Vô đây rồi mà nó. Nhớ cái nó Vietinbank. Nè, tạo đơn. 1080. Cái lỗi nè. 01. 01 80 01 441 568 441. Rồi ai nhận được rồi thì mọi người comment đã nhận được giùm em nha mọi người nha. Ai nhận được rồi thì comment đã nhận được rồi. Ok, Ôn Kiều được rồi nè. Được cái là nó trừ liền rồi mọi người. Ôn Kiều đã nhận được rồi nè. Trinh Lê Thị Tố Trinh nè. Rồi em chỉ cho Trinh Lê Thị Tố Trinh. Rồi em chúc mọi người kiểu như là ai mà kinh doanh thì mua mây bán đất nha mọi người ơi. Làm ăn phát tài. Phát tài để ủng hộ cho em. Của ngân hàng ACB. Rồi ai chưa ấy thì mọi người cứ lên đi để em chuyển khoản nha. Ai chưa có mọi người cứ lên rồi em coi thử rồi em đọc nha. Cái gì? Số tài khoản 22220 66157 22166157. Rồi. Số 5 này hả? Rồi. Lê Thị Tố Trinh ok. Lâu. Điện thoại đúng không? Rồi ok nha.
Đó, nhớ nha, nhớ giùm cái tới hồi là tự xử. Linh quay lại rồi đúng không? Mở ra coi được tới hồi mà không ra bill được thì nhớ rồi. Ok nha, những ai mà đã nhận chuyển khoản đâu thì mọi người comment giùm em với rồi đưa ra nhanh đi, đưa máy đây. Ủa chứ tạo đơn trong đó mới tạo đơn ra rồi còn gì? Rồi ai nhận được? Dạ rồi ok chị Lê Thị Tố Trinh nè. Rồi ok nha, ai nhận được rồi thì mọi người comment đã nhận được rồi giùm em nha. Mèo, mèo là 87 đúng không Thủy Lê ơi, mèo 87 đúng không? Mèo 87 đúng không? Rồi mọi người ai chưa có thì lên lại giùm em nha, em nhận được rồi. Ok, Ôn Kiều hôm nay chị like áo bamboo nha, nhưng mà hàng mẫu mới không mà đẹp không nha. Rồi cảm ơn nè, rồi ok Ôn Kiều nè, chị nhận được rồi, cảm ơn em. Dạ rồi ok chị Anh Lê nè, ok nè. Rồi ok mọi người. Dạ đúng rồi, dạ là chị lớn hơn em. Nói chung là em không biết ai, em kêu bằng chị. Rồi ok, nãy giờ em không có nắm máy, em không đọc được. Rồi ok chị Nga Ngọc nè. Rồi ok, rồi ra cho chị Nga Ngọc luôn, lì xì chị Nga Ngọc. Rồi em chúc mọi người năm mới được nhiều sức khỏe nha. Rồi của chị Nguyên Nguyên nè. Ok chị Nguyên Nguyên nè. Ok chị Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên. Rồi ai chưa nữa lên luôn, em làm luôn lần nữa nha. Em ra một đợt rồi em ra tiếp đợt nữa nha mọi người nha. Chị Nga Ngọc có rồi nè. Ai chưa có thì mọi người lên nha. Ai chưa có lên rồi đưa đây. Rồi chuyện tiếp nha. Ủa Kiều Phương Mirama là chuyển đầu tiên nhất mà đúng không? Kiều Phương Mirama chuyển rồi mà. À nãy là Thương Mến hả? Anh Lê Oanh Kiều. Lê Liệu Trinh, em coi thử em có chụp hình đây. Em có chụp hình đây để em coi thử em diện với ai rồi. Gì nè, anh Lê nè, Oan Kiều, Lê Thị Tố Trinh. Dạ rồi em cảm ơn chị Phương Hương nè. Rồi là của chị Nga Ngọc nè. Sacombank đúng không? Ủa tên chủ tài khoản là tên gì chị Nga Ngọc ơi? Ủa chị Nga Ngọc tên chủ tài khoản là tên gì ạ? Chị Nga Ngọc ơi, tên chủ tài khoản là tên gì vậy? Em không thấy nè. Chị Nga Ngọc. Giờ like luôn á Hiền Trương ơi, chờ mình xíu like luôn bạn ơi, like luôn á. Ủa chị Nga Ngọc ơi, tên tài khoản, chủ tài khoản là tên gì, lên lại giùm em với nha. Ủa chị Nga Ngọc đâu mất tiêu rồi. Chị Nga Ngọc em lên đại đi, nếu mà đúng tên chị Nga Ngọc thì chắc là đúng. Chị Nga Ngọc đang hàng Sacombank. Số tài khoản 0501 1329.
Lâm Thanh Tài đúng không? Rồi ok gì, ok Lâm Thanh Tài em thấy rồi, em thấy rồi. Dạ rồi em thấy rồi, rồi ai qua rồi thì báo cho em nha. Ok nè, em thấy rồi nè. Rồi Viên Nguyên ngân hàng ACB, chờ em xíu. Viên Nguyên ngân hàng ACB, ACB hai bốn một tám bốn bốn sáu bảy, hai bốn một tám bốn bốn sáu bảy. Rồi ok của Nguyên Nguyên. Rồi ok nè. Rồi ai nhận được rồi comment đã nhận được giùm em nha. Dạ rồi ok, chị Nga Ngọc nhận được chưa? Chị Nga Ngọc em chuyển rồi nha. Chị Nga Ngọc nè em chuyển rồi đó chị yêu ơi. Nhận được rồi thì báo luôn giùm em nha. Nguyên Nguyên em cũng chuyển rồi nha. Nguyên Nguyên em chuyển qua luôn rồi đó. Ai nhận được rồi báo giùm em nha. Rồi ai chưa có thì lên nha. Ai chưa có thì lên giùm em nè. Rồi của Kiều Phương Mirama nè. Nhận lì xì lên đi Vi ơi, lên nha, lên nha chị đi. Vi ơi, chị năm mới nhiều sức khỏe và một năm sung túc phát tài phát lộc chị nhé. Rồi cảm ơn Vi Vi, Vi Vi lên đi. Vi Vi lên giùm chị là số tài khoản tên chủ tài khoản nha. Số tài khoản tên ngân hàng gì á. Rồi Vi Vi lên lại. Ok được rồi em, rồi ok ok chị Nga Ngọc nè. Rồi Nguyên Nguyên nhận được rồi báo luôn giùm em nha. Ai đã nhận được rồi báo luôn giùm em để em biết nha. Rồi ok nè, cho Kiều Phương Mirama này. Rồi cho Kiều Phương Mirama. Rồi đưa đây. Em rồi rồi không cần đâu ơi, Hiếu ơi, Hiếu Hồ ơi, chỉ cần chút thôi rồi nhận thôi. Ai cũng được nhận nha chị Phương Hương ơi, ai cũng được nhận. Nói chung là ai được nhận, cứ chút đi rồi nhận thôi. Nói chung mọi người chút em chút là chút là mọi người. À, ngân hàng Vietinbank luôn. Vietinbank. Số tài khoản 0822 7017 08 22 70 1741. Mọi người chúc xong mọi người kèm ủa xong đúng ra 8022 70 1741 đúng rồi mà sao đó. Vậy là Kiều Phương bấm lộn số tài khoản rồi sao mà không được nè. 8022 70 1741. Số tài khoản không đúng nha. Số tài khoản không đúng. Số tài khoản không đúng rồi. Ok cho Hiếu Hồ nè. Làm ra cho Hiếu Hồ nè. Ok nè. Lên lại, lên lại nha. Lên lại chứ không đúng, không đúng nha. Của Kiều Phương Mirama là số tài khoản không đúng nè, không lên được nè. Thông tin thẻ không đúng mà không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Của vợ của Kiều Phương Mirama nãy giờ ai cũng đúng mà Kiều Phương Mirama không đúng nè. Số tài khoản của Kiều Phương là 0822 70 1741, không đúng nha. Lên lại số tài khoản. Rồi, cảm ơn Thùy Trang nè. Rồi, Vi Huyền nè. Vi Huyền Việt Comman, ok Vi Huyền nè. Kèm số tài khoản luôn nè, Linh Nguyễn kèm số tài khoản luôn nha. Em quan trọng là sức khỏe nha mọi người. Nói chung là có sức khỏe mới kiếm được ra tiền. Còn có sức khỏe là kiểu như là bỏ không nha. Rồi lên lên thôi mọi người ơi. Rồi Kiều Phương là lên lại nè. Rồi ok bây giờ em chuyển cho Hiếu Hồ trước nè.
Còn Kiều Phương lên lại số tài khoản đi. Lên lại số tài khoản chia sẻ like mà em mọi người đẩy lực view lên đi mọi người. Chiếu hồ ngân hàng VIP. Ngân hàng VIP. Ôi sao số tài khoản đẹp vậy? 260606 466 hay vậy? 2606 260606666 con số tương quý luôn ạ. À. Ai vậy? Số tài khoản mà đẹp vậy? Hồ Thị Như Hiếu. Đúng rồi. Ok. Rồi qua rồi. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn quý fan. Mọi người comment lại nha, nếu mà lộn rồi thì comment lại nha. Mọi người comment lời chúc xong rồi. Rồi cảm ơn Hiếu Hồ nè. Rồi em thì sẽ cho Vi Huyền đi ha. Em làm sao ta tới đúng giờ hành đạo 10 giờ là em like nha mọi người nha. 10 phút nữa. 10 giờ kém 5. 9 giờ 45. Hôm qua 10 giờ. Vietcombank số tài khoản 10157292955 rồi mọi người, em chúc mọi người ai được nhận lọc em thì có làm ăn thì mua mây ban đắt nha, vạn sự như ý nha. 1015 15 Võ Hiền Vy hả? Ok Vy Huyền. Ok Vy Huyền qua rồi nha. Rồi ai bán hàng thì mọi người nhanh tay vô nè. Rồi Nguyễn Linh Nguyễn. Rồi ok Linh Nguyễn. Đưa đây. Rồi chuyển lên. Rồi mọi người ai chưa thì mọi người lên luôn số tài khoản cho em nha. Rồi, ok, của Linh.
Rồi ai nhận được thì comment nha em nha. Ai đã nhận được rồi thì comment nha. Em nhận được lọc rồi chị nha. Thank you chị. Rồi ok em Vi Huyền. Ok em. Ủa sao lại Kiều Phương Mirama cũng lại là lên 08 giờ. 08 là đã nói sai rồi mà. 08 không chuyển được nè. 0822 nè. 701741 là không đúng nha Kiều Phương ơi. Không đúng mà. Hồi nãy đã lên cái này không có đúng mà. Sao bây giờ lên nữa thì đâu có chuyển được đâu. Không chuyển được nha. Kiều Tiên nè có chưa? Rồi cho Kiều Tiên nè. Rồi cho Hồng Vân nè. Rồi cho Hồng Vân luôn nè. Rồi ok nè, ok Hồng Vân. Hồng Vân, Kiều Tiên. Bạn Kiều Phương Mirama không đúng số tài khoản mà lên như y chang như vậy nữa thì cũng ra y chang vậy thôi à. Lên lại số tài khoản đi nè. Mọi người ơi, kèm cái lời chúc như đây nè, như Hồng Vân nè, nó kèm luôn cái lời chúc nè. Hồng Vân chúc gia đình chị dồi dào sức khỏe và sự như ý mà đã thành công tấn tài tấn lộc rồi. Cảm ơn Hồng Vân nha nè. Mọi người nè, cứ em ra như thế này là mọi người nói chung là chuyển lắm, mọi người qua ngay và liền luôn đây. Đây. Đó. Rồi em chuyển cho Hồng Vân đi. Hồng Vân nó chút hơi bị hay. Rồi ok chị nhớ Hồng Vân trước nha. Ai nhận được rồi comment để em biết nha mọi người nha. Nhận được rồi thì comment nha. Rồi ok Linh Nguyễn nè. Ok lắm. Nãy giờ ai mà nhận là nói chung là chuyện cái này là chuyện nó qua liền à. Thành nên là mọi người nhận được liền à. Rồi Việt Cung Banh. Số tài khoản. Thi Hồng Vân của sông. Sao hỏi gì Thi Hồng Vân hả? Hỏi gì đẹp vậy? Ok Hồng Vân. Rồi qua rồi. Ok Kiều Tiên. Hồng Vân nhận được báo luôn nha. Kiều Tiên ngân hàng Aribank. Rồi em chúc mọi người năm mới được nhiều sức khỏe nha. Gia đình hạnh phúc. Làm ăn phát tài. Phạm Thị Kiều Tiên. Đúng rồi. Ok. Người ta không chuyển là qua liền. Rồi Birama cái ngân hàng Vietinbank của Kiều Phương Birama đây rồi. Ok ha. Rồi em chốt sổ nha Kiều Tiên Birama này là tới 10 giờ đúng rồi ha mọi người ha. Nói chung là cũng nhiều lắm rồi mọi người nha. Rồi bây giờ là em chốt cho Kiều Tiên nữa rồi là em like nha để mất thời gian á. Qua cái giờ hả? Kiều Phương. Để qua cái giờ link của em á mọi người. Qua cái giờ link á, thành nên là em like.
cũng mười mấy 20 bạn rồi, thành nên là bây giờ like luôn nha mọi người nha. Ngân hàng thụ hưởng là ngân hàng Vietinbank. Số tài khoản 1078 7589 3287 Võ Kiều Phương. Võ Kiều Phương này sao giống Kiều Phương khách khách quen của mình là Võ Kiều Phương không ta? Võ Kiều Phương nhưng mà cái này Kiều Phương Birama chứ không phải nữa. Rồi ok nha. Rồi thành công mỹ mãn. Rồi bạn nào vô sau thì nhận quà hàng tặng đầu like nha mọi người nha. Bạn nào vô sau thì nhận quà tặng đầu like giùm mình nha mọi người. Rồi bây giờ là đúng 10 giờ luôn rồi mọi người. Bây giờ là nó nhảy. Em 2 nít nữa. Thấy không? Vậy là Kiều Phương này là đúng rồi. Cách này cách quen đúng không? Cách này cách quen đúng không? Rồi ok rồi em lên luôn nha mọi người nha. Em lên một mã. Em lên nữa cái bao ấy đâu ta? Coi sao cái mã quần em tặng đầu like của quần này. Bây giờ ai ở xứ lạnh nha mọi người, chốt ngay và liền với em cái mã quần này đi. Em tặng nha mọi người nha, ai mà sĩ mà vô mà phong bì là em thua đó nha, cái này em tặng nha mọi người. Em tặng đầu like nha mọi người nha, cũng như là ai chưa nhận được quà thì mọi người nhận cái hàng tặng đầu like này của em nha. Cái này cứ như là em khai hàng đầu like, em khai hàng đầu like nha mọi người. Anh đây là ai mà kiểu mà chưa nhận được cái lì xì mọi người nhận cái hàng này, nhận cái này ha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Ủa chị Phương Hương chưa có hả? Ủa chị Phương Hương chưa có hả? Ôi vậy là nó trôi sao ấy, em không thấy á. Em không thấy á chị Phương Hương ơi. Thôi bây giờ em tặng cho chị bù cái này đi nha. Ôi chị mì bánh nữa nè. Trời ơi sao rồi, nãy giờ comment nó ẩn hay sao em không thấy. Cô này chị mì bánh nữa nè. Chúc gia đình em được nhiều sức khỏe, như ý cắt tường. Ô mày ban đắt rồi, cảm ơn chị mì bánh nha. Rồi mọi người ơi, ai mà mới vô sao mà chưa nhận được cái hàng chưa nhận được cái lì xì thì mọi người nhận cái này nha. Mọi người nhận cái quà tặng này giùm em nha. Do biết sao em canh giờ á, thành nên là bây giờ tới 10 giờ rồi em like luôn nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi ok Hồng Vân nè. Rồi ok nha. Rồi ok gọi cái Phương này. Rồi ok nhận được hết rồi. Chị Phương Hương thì sẽ nhận được cái này đi ha. Rồi cảm ơn chị Vân Lê nè. Nói chung là bây giờ chị nhận cái này đi thì cũng nó cũng vậy thôi. Cái này em ra cho chị rất là mắc nha mọi người. Cái lô này lô toàn bộ lô mới tinh luôn nha em nha mọi người. Không có cái like bao giờ luôn. Hàng này là mẫu mới, cực kỳ mới của bên em. Là hàng bamboo mà mới ra nha mọi người nha. Mới toàn luôn ha. Em chưa có bao giờ em like luôn. Cái này là em để em khai xung nha mọi người nha. Rất là đẹp như thế này. Rồi cái này em ưu tiên cho những chị nào. Cái này nó có mấy quần thôi. Thì cái này là em sẽ ưu tiên cho những chị nào mà chưa nhận được lì xì nha mọi người nha. Là chốt cho những chị nào chưa nhận được lì xì em sẽ chốt trước. Còn những mà chị nào mà đã nhận được lì xì rồi thì chốt cái mẫu khác nha mọi người nha. Đây em sẽ tặng với giá là 29.000. Con này là 499k là 500.000 một cái quần như thế này. Em tặng mọi người với giá là 39 đi. Số 39 nó đẹp hơn mọi người ha. Số 39 là cũng như là thần tài á. Em chốt mọi người với giá 39.000 đi nha. Cái này em ra giá sỉ là nói chung là gấp đôi chứ mà là gấp đôi. Nói chung là giá sỉ em ra lô á. Nói chung là như vậy. Nói chung là em ra cho sỉ là 5x á. Mà bây giờ em tặng cho mọi người với giá là 39.000. Cái này đáng lẽ em tặng 29 thôi. Nói chung là 10.000 không quan trọng, không thành vấn đề. Nhưng mà cái số cho nó đẹp đó mọi người. Em khai hàng cái số cho nó đẹp. Rồi em sẽ tặng cho mọi người với giá là 39k ha. 39k. Những chị nào chưa nhận được lì xì thì mọi người, để em coi thử em sẽ miễn ship cho chị Phương Hương. Đi vô đây. Em lì xì cho chị Phương Hương miễn ship nha. Em sẽ lì xì cho chị Phương Hương miễn ship nè ha. Ok ghê đi, chị Phương Hương miễn ship.
Ok chị Phương em còn xem comment ok giùm em nha. Nó cũng vậy thôi. Rồi bây giờ lên đơn giùm em nha mọi người. Con này nó có đủ size giùm em em. À, L 1X và hình như là có 2X không ta? Dạ không có L. Gì L? XL. XL to nha mọi người. XL 90kg luôn á. XL này là 90kg nha mọi người nha. L và XL. Nói chung là cái form này nó rất là to nha mọi người. Form này rất là to nha. Em tính em tặng mọi người 29 thôi, nhưng mà 29 số không đẹp, em muốn lấy số thần tài. Nên là em chúc mọi người 39k. Những ai mà mấy chị mà hồi nãy mà kêu chưa nhận được lì xì thì em sẽ tặng miễn ship nha. Em miễn ship cho chị Phương Hương rồi nè. Để em coi từ ai ấy thì em chưa tặng em miễn ship. Nói chung nó xịn lắm. Con này giá tới 500.000, lượng hàng Bumbo thì mọi người đã nhận hàng Bumbo bên em rồi biết ha. Chưa, nói chung là cuối năm em có hàng để bán luôn, nhưng mà nó kêu trong trong kho nó kêu rất là trễ luôn, 20 mấy Tết, 25 Tết là em đã chuẩn bị em nghỉ rồi thì nó mới kêu cái lô này, thành ra là em để dành ít em khai xung nè mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em 39k số lượng có hạn nha mọi người nha. Rồi ok nè, cho chị Anh Lê đi nè. Ok chị Anh Lê nè. Ok nè, cho chị Anh Lê mới hàng đầu tiên nha. Rồi ok cho chị Nguyên Nguyên nè. Đó, ưu tiên cho những chị nào. Em ưu tiên cho những chị nào tuổi ngọ. Em ưu tiên những chị nào tuổi ngọ trước nha, tuổi ngọ, tuổi mèo. Rồi cho Hiền Trương nè, Hiền Trương tay L nè, ok nè. Rồi ok, Linh chưa có lì xì, cho Linh cây ái luôn. Cho Linh một cây vé là miễn ship luôn nè. Ok Linh miễn ship nha, ok nè. Rồi ghi đây Nguyễn Nguyễn Ngọc Linh miễn ship và chị Phương Hương miễn ship. Ghi vô một tờ nào đó để quên. Nói chung là cái này em bán em tặng thôi chứ không phải là bán gì đâu mọi người. Rồi Thu Lê này là cũng sắp riêng của mình đúng không ta? Có mua lần nào chưa? Trời ơi chị Dung Vu nữa nè, Dung Vu bây giờ này mới vô nè, bây giờ mới thấy nè. Dung Vu bây giờ mới thấy comment số tài khoản nè. Rồi Dung Vu mua đi rồi em miễn ship luôn cho nè Dung Vu nè. Chẳng ai mà khách hàng thân thương của em thì em ưu tiên nha. Rồi XL cho anh Lê thêm một XL nè. Rồi cho chị Mì Bánh một quần size L bỏ trước chị Mì Bánh nè. Rồi thêm một cái XL cặp L bỏ XL cho chị Mì Bánh nè. Cái này là ai hôm nay mà vô là được là hơn nha, nhận được mấy con này là hơn nha. Rất là xịn luôn mà nói chung là giá tặng nha mọi người nha. Sửa lại của Nguyên Nguyên là 39k, ghi 390k thôi, nhân tiền 390k là chết luôn á. Cô tuổi ngọ không thấy chúc Tết. Chị lên tuổi ngọ vô mới hàng chốt luôn con ngay và liền con này cho em đây nè, 39k nè chị Linh nè. Chị Linh đi lên đi nè, 39k. Rồi nói chung là em cũng chúc mọi người năm mới được nhiều sức khỏe, cái quan trọng nhất là sức khỏe mọi người ha, sức khỏe nè, bình an nguyên một năm luôn, hạnh phúc làm ăn phát tài phát lộc ha. Rồi lên đi mọi người, rồi lên đi, ai chưa có nữa lên nha. Sao mới được tặng Nguyễn Nguyễn. Đâu có đâu, chúc Tết là được tặng thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi thêm một quần nữa. Rồi cho Phạm Huyền nè, xí thêm là ok Phạm Huyền nè. Rồi cho Phạm Huyền. Trời ơi chị có đăng rồi. Rồi cho chị Linh nè, cho chị Linh hai con nè, ok chị nè, ưu tiên đó. Ai ôm lô là biết rồi, giá nó cao ngút ngàn, với lại là vải đẹp xịn nha mọi người. Vải đẹp xịn luôn á, cho chị Linh hai con. Mấy cái nào mà chưa có bill á là chờ bỏ, là soạn đơn là bỏ nha. Còn những ai size L có hiểu không vậy? Có người size L là bỏ vô luôn á. Chị Mì Bánh bỏ size L vô rồi gạch cái L, bỏ size XL là để soạn sau nè. Còn những cái nào hàng mà trong đó là toàn bộ là size XL hết mới bỏ vô đây nha. Rồi ok, được chưa nè mọi người nè, được chưa? Rồi quần cho Nguyễn Nương xanh L nè. Nói chung mọi người không nhận được lì xì thì cũng em cũng lì xì cái khác cho mọi người à, chứ không có ấy đâu mọi người. Không có để mọi người thiệt thòi đâu. Do là nó im tâm giờ á, thành nên là em sợ mất thời gian. Thu Lê. Thu Lê quần 39k size L.
cu lê này là có mua hàng chưa ta? Rồi ok thu lê nè. Mua hàng lần nào chưa? Rồi lên nha mọi người. Cái nào nó còn được mấy cái thì mới tặng được. Màu nào được, màu nào bên dưới đó như màu đen á, cho lên cọc màu đen nè, em tặng cọc màu đen nha. Em tặng cọc màu đen nữa thôi nha mọi người nha. Em tặng cho mọi người một cái mã màu đen làm nhiều hơn cho. Đây giống màu xanh này nè cô. Như cái đen này nhiều, cái đen chữ này. Vậy là bóc lộn rồi, con này nó bóc không đúng rồi. Cái xanh á, mà xanh chữ ngay tay này mới là nhiều nè, mà không chịu bóc lên, bóc cái cọc đó nè. Cái chữ đó nó ít hơn cái chữ to này nè. Cái chữ to này. Bước con coi. Có đi như xanh ra cái này nhiều hơn. Do được mỗi tiếng sau cuối năm bên em có đổ nó bán được nên là em chẳng biết hàng nào còn bao nhiêu đó. Có ba lô nha mọi người ơi, ba lô xuất sắc luôn nha. Hôm nay em không mua được ba lô là tiếc lắm đó nha mọi người nha. Hôm nay em có ba lô hàng Bambo luôn nha mọi người ơi, 700 ngàn, 600 mấy 700 ngàn không à. Đó em tặng cho mọi người màu viết luôn nè mọi người, thấy không, chịu nổi không. Rồi lên đơn nha mọi người nha, ai hơn được nha. Trời ơi nó đẹp như thế này nè mọi người nè. Rồi lên đơn giùm em nha, mã này giùm em là mã đen nha. À thu lê còn cọc. Ủa sao lại còn cọc, sao cuối năm ông đi hết đơn mà còn cọc ta. Rồi lên đơn giùm em, mã này giùm em là mã đen giùm em nha. Size L và size L, nó không có M đúng không Linh? Màu đen rồi đó, có size M không, có đủ size không hay là... Ý là cái cọc đó là nhiều đúng không? Cái xanh đen đó là nhiều đúng không? Cái xanh đó là nhiều đó, cái chữ xanh kia ít hơn á. Còn cái đen đó là cái đen nó nhiều hơn trên chữ. Bởi vậy cái tao nói cái xanh đen nó nhiều mà. Rồi lên đơn giùm em mã này giùm em mã đen nha mọi người. Ai chốt đen lên đen giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đen 39k size M L XL giùm em nha. Ủa em đập rồi mà. Em đập rồi, chị Phương Hương có đơn rồi mà. Chị Phương Hương có đơn rồi nha. Có đơn rồi á. Rồi đen 39k cho anh Lê nè. Rồi đen lên một cái thôi mọi người ơi. Đen cho anh Lê có rồi nè. Anh Lê ra đơn rồi đúng không? Rồi là cho chị anh Lê nè. Hả? Anh Lê. Đen. Không con à. Nếu là con đang coi lại có Phương Hương có không? Không có Phương Hương. Phương chưa có cái nào hả? Chưa. Trời đó. Rồi chị Phương Hương lên lại đi. Ủa nhưng mà em nhớ đọc rồi mới ghê chứ. Rồi chị Phương Hương đâu rồi? Để chờ em xíu em lên lại chị Phương Hương nha. Rồi cho chị Phương Hương 39 39 cao quần xanh là chị Phương Hương nè. Rồi bây giờ lên đen trước đi mọi người. Lên đen giùm em đi. Lên đen nha mọi người nha. Thu Lê đã kêu là còn giữ cặp của Thu Lê á. Coi kiểm tra lại. Thu Lê kêu có giữ cặp. Mỗi người được một con nha mọi người nha. Mỗi người được một con nè. Cái gì? Số điện thoại sai từ lưu một tiếng. Có giữ cặp Phương Lê 100 nghìn. Rồi ok Phương Lê nè. Không phải khỏi nhận. Thế gọi mà. Thì để đây đi chút xíu nữa. Đúng không, đưa tiền ta thì có tiền mà. Ủa chứ nó nói chút xíu nữa chuyển khoản chứ không phải bên ấy hả? Không phải bên Shopee, bên nào mà. Nó nói để đây chút xíu nữa quay lại được không? Đang like được không? Nó nói chút xíu nữa được không? Chút xíu nữa. Đúng rồi đó. Chính xác rồi. Chính xác thì đưa tiền người ta. Chứ mà chưa kiểm tra hàng mà tiện đưa. Để coi thử kiểm tra thử. Nhiều khi nó bữa em đặt mà ở trên Shopee á mọi người, em đặt mà ra gối mà nó cũng bị kiểu mà nó xạo nữa đó. Em đặt là cái đơn của em là nhiêu ta?
và đơn đó 1,000,000 hay nhiều á, em đặt bộ ra gói á, mà tới hồi đã giao tầm 7 đó mà ngồi nó là không biết nó đang cấp đơn kiểu sao cũng không biết nữa. Rồi lên đen nha. Không có ai đi lờ đâu nha chị Linh ơi, làm những cái này có ai đi lờ. À hai cái đi lờ hả? Đi lờ cho chị Linh nè. Đi lờ chị một cái đi, một cái đi lờ, một cái đi lờ cho chị Linh đi. Đi đi gạch đi, một L một ít L đi. Một L một ít L. Rồi ít L cho Phạm Huyền. Rồi em mời cho Ánh Nguyễn. Rồi nó chờ chút xíu hay được không? Rồi em mời cho Ngân Hà. Thanh Vân đi lên giá tiền nè Thanh Vân đi ơi. Rồi đi L cho Dung Vu. Rồi đen kèm size nha mọi người nha, đen kèm size cho em nha mọi người nha. Rồi đen XL cho Thanh Vân đen nè. Linh Nguyễn, đen XL cho Linh Nguyễn nè. Rồi ok em nghỉ nha, cái này em nghỉ nha. Còn nhiêu đó tặng nhiêu đó là ok rồi mọi người ha. Nên tặng mẫu đẹp cho mọi người. Rồi bây giờ ai lên áo, ai chúc áo em đang bận, lên áo em đang bận nha. Áo em đang bận là bao xịn cho mọi người luôn nha. Bao xịn luôn ha mọi người ha. Nói chung á là cái này là giá đồng của nó là 425k. Cái này là không có đâu, hàng này là mọi người mua cũng không có. Cái này là chỉ có là cái kiểu như là hàng này là cuối năm, với lại hàng này là lô mới, thành ra không có. Một khi em bận mọi người cứ hỏi biết á. Con này là giá 425.000 nha mọi người nha. Rồi hôm nay em tặng luôn cho mọi người là đầu, nói chung là khai xuân em tặng luôn cho mọi người với giá là 59k là giá tặng nha, một phiên bán 85.000. Nếu mà ai sale theo dõi like là biết được trước, nó có lọt vô chỉ có vài cái thôi, em để like lẻ thôi, nhưng mà em chốt 85k lượt. Hôm nay em tặng luôn mọi người ha với giá 59k. Rồi nhanh tay lên đơn mọi người, chốt đi, dồn đơn vô đi nha mọi người nha, chốt dồn đơn để mà em coi thử. Ngày mai có ai chúc đồ em bé, do là cuối năm bên lò nó coi nó gửi em hai bao hàng em bé, nhưng mà do trùng mẫu á, trùng mẫu hình nên là để có gì á ngày mai hoặc là tối nay á em có like thì em sẽ like, còn không thì ngày mai em like cho mọi người dồn đơn ha. Rồi lên mã áo em đang bận nè mọi người ơi, áo em đang bận với giá là 59k, em đang bận nha. Trời ơi, công xịn công bệnh không đẹp, em không lấy tiền 425.000. Con này là không có hàng đâu ha mọi người ha. Rồi nhanh tay lên áo em đang bận với giá là 59k dùm em. Rồi áo đang bận 59.000. Rất là xịn. Cái này đầu năm nay là nguyên gia đình em bận cái màu đỏ đi khai xuân, cái màu đỏ nè, nó có tiền nè mọi người thấy không? Đây nè, nó cầm đồng tiền nè. Hình như là năm nay em bận cái màu đỏ nè. Nè, mọi người thấy không? Nó cầm cái đồng tiền nè mọi người thấy không? Hình như là mọi người chốt đi, không có hàng đâu. Xuất sắc luôn, xịn đét luôn nha mọi người nha. Rồi lên mã đỏ giùm em tặng 59k luôn nha. Đỏ 59k giùm em. Sao con chốt cho cô? Cô Hiệp ơi, cô chốt cái gì con không thấy luôn á. Cô chốt cái gì vậy? Ẩn comment hay sao? Con nói nếu mà ẩn comment thì cô comment lại giùm con nha. Con không thấy luôn. Con thấy là con đọc rồi. Cô Hiệp chốt cái gì lên lại giùm con đi nè. Chị mì bánh có đen xay có đen chưa? Em cho chị mì bánh một con thôi nha. Rồi em cho một con thôi nha. Cái này hàng tặng em tặng ra người con thôi nha. Em không tặng nhiều đâu, nhiều lỗ nhiều lắm luôn á. Nói chung là gì? Đây L. Ánh Nguyễn có đơn cho. Ánh Nguyễn. Rồi ai có đơn là cặp luôn giùm em nha mọi người nha. Ai có đơn là cặp luôn giùm em. Rồi Ánh Nguyễn nè, Nguyễn lựa giấy thêm L nè. Hả? Ánh Nguyễn có đơn rồi. Xem M hả? Rồi vậy bỏ đơn ra đi. Bỏ đơn ra đây. Rồi đi L cho Nguyễn Lựa. Bỏ đơn đi ra. Trời ơi, con đấy. Anh Nguyễn bỏ ra chưa? Còn đó là cái gì đó? Nguyễn Lựa. Hai đơn luôn mà, mới một đơn trước là đơn của ai? Quán Nguyễn bỏ ra rồi. Rồi áo số 5kg cho anh Lê nè, cô Hiệp lên cái gì chốt cái gì lên lại giùm kêu con với. Rồi áo 59k bao nhiêu ký free size nha Mỹ Mỹ ơi. Áo đang bận là free size nha mọi người nha. Không xịn em trả tiền lại, nó dạng dấu quần nam nữ đều bận được giùm em nha mọi người nha. Con này á là nói chung là nó có size đó, nhưng mà
mà cái này nó phun to to như thế này nè, em bận cái size to để nó giấu quần như thế này á, rất là dễ bận mà vải nó xịn cực kỳ luôn. Rồi ai chốt lên đơn giùm em 59k nha, ai chốt áo lên áo giùm em 59 nha. Phi size đó mọi người, size này XL là to, nói chung XL là từ khoảng 50 cho tới 90 kg bận ok luôn giùm em nha mọi người. 50 cho tới 90 kg bận ok giùm em, nó free size và hình như em đang bận size L hay sao á, L với XL nha mọi người. L và XL giùm em nha. Rồi lên đơn ha, chốt mình lên đơn 59 nha. À, cô Hiệp quần quần đen ha, rồi ok cho cô Hiệp một đen xanh lời đi, rồi bỏ đen xanh lời cho cô Hiệp đi. Rồi hai áo này Mỹ Mỹ, của Mỹ ơi, cái đó là số ký như vậy đó, có chốt mày lên đơn nha, từ 50 cho tới 90 ký nha Mỹ Mỹ ơi. Mỹ Mỹ dài nè, từ 50 cho tới 90 ký nha, em có size L nữa nè mọi người, em có size L luôn nha tình yêu nha, tình yêu là chốt L lên L giùm em ha. L và XL, ai muốn nhỏ hơn thì chốt L. Rồi XL cho Mỹ Mỹ nè, XL cho Mỹ Mỹ. Rồi ok, cái ai chốt nữa, chốt còn chốt nữa em qua nha. Cái còn ở mấy con nữa thôi mọi người ơi, còn ở 3 con nữa thôi chứ không có nhiều. Ôi, đúng rồi, còn 3 con nữa. Rồi bây giờ các ai muốn chốt mà quần là bây giờ em like giá tặng luôn nha mọi người, 59k nha, 59k. Rồi cảm ơn Nguyễn Dung nè. Rồi bây giờ ai chốt là lên đơn nè, cái con đen này em chốt mọi người 59k thôi. Trời ơi, này đẹp xuất sắc như thế này, 59k nha mọi người nha. Cái này là em bán là kiểu như là đầu năm em khai xung thôi chứ không phải là lời lớn như trong này đâu ha. 59k là không có lời lớn gì đâu nha. Còn hàng hồi nãy tặng là không tính rồi ha. Con hàng này cũng vậy ha mọi người ha, 59k giùm em nha. Con này giá là 499k, là 500k một con như thế này, hàng Bamboo hàng thương hiệu nha. Em tặng luôn nha mọi người 59k rồi, nhanh tay lên đơn này, chỉ duy nhất ngày hôm nay khai xung thôi nha mọi người nha. Còn không là không có giá này ha mọi người ha. Cái này em bán lẻ, em đổ, em bán hôm bữa em bán ngoài chợ Thành Đông Tây là bán 100.000 một cái nha mọi người nha. Em bán 100k một cái đều riếng hết, không có giờ có mua 10 cái cũng vậy không bớt luôn. Mà em bán trên live nè là em chỉ bán khai xuân thôi nha mọi người, 59.000 giùm em. Em bán 100k đó, nó sợ mất lọc quá. Em bán 100.000 một quần như thế này á. Rồi lên đơn 59k kèm size giùm em mã đen, ML XL giùm em mã đen 59.000 giùm em mã đen nha. Ai chốt nhanh tay lên đơn mã đen 59k. Cái này là lấy lọc thôi, nói chung là bán khai xuân thôi, chứ còn không phải là bán lấy lời ha. Rồi lên đơn giùm em mã đen 59.000. Cái này là em tặng đó chứ không có bán đâu. Rồi ML XL giùm em mã đen 59k kèm size. Rồi đen 59k kèm size giùm em nha, đen 59k kèm size, không có hàng đâu. Nói chung là cái này không có hàng đâu, em bán là kiểu như là khai xung á chứ không phải là bán lời gì đâu. Rồi L cho anh Lê. Rồi cho chị Linh nè, ba con size L. Ba con XL và hai con size L ok nè, nhớ không? Rồi Phan Thị lên cái size nha, không biết size là không chốt được. XL là 100kg, 90kg lần nha, từ 80 cho tới 90kg đó nha, nha Phan Thị nha. XL cho Phạm Huyền, hàng Bamboo nó to. L cho Thanh Vân Đen, ai có đơn ra cọc luôn giùm em nha. Heo ngố này ra lên số điện thoại nha, chuyển khoản em mới chốt nha. Heo ngố nè. Rồi đen M cho Phạm Huyền nè. Rồi chờ em xíu hết trái màu, để em tìm vợ trước chứ chờ cũng chuẩn bị kiếm biết hết trái rồi. Đó là phải chuẩn bị trước rồi tôi bỏ vô luôn, làm luôn một lần. Rồi lên đơn đi mọi người. Rồi ok, Phạm Hiền có đơn nè. Rồi Nguyễn Lụa nè, L 59 ok cho Nguyễn Lụa nè. Rồi On Kiều size M ok On Kiều nè. Size L là từ khoảng 60 tới 70kg tùy theo chiều cao. Tùy theo chiều cao nha. Nói chung là như vậy, tùy theo chiều cao, hàng Bamboo thì mọi người bao phê cho mọi người rồi. L là từ 60 tới 70kg bận được đó nha. L 60-70kg bận ok giùm em nha mọi người. Nói chung form to.
Rồi Phạm Hiền đổi lại size L, sửa lại size L cho Phạm Hiền. Phan Thị 1L, 1XL cho Phan Thị. L thôi nha, Phan Thị to lắm á. Mua cho ai mà size L to lắm. Rồi chị Linh, hai con size M, ok chị Linh. Đó, bỏ dùm vô. Rồi ok nha mọi người nha. Hôm nay ai chốt được gì chốt đi chứ. Cô Phúc là nhắn 1L, 1XL đúng không? Cái gì? Cô Phúc là 1L, 1XL. Để coi thử chờ thì nó hỏi là xảy đến lần để chốt cho ai. Chiều cặp phải chốt đơn nha. Rồi cảm ơn Lê Trâm nè, thêm Kiều em yêu. Rồi chúc em năm mới được nhiều sức khỏe nha, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Rồi chúc tất cả quý khách hàng của em. Không có size S đâu anh Kiều ơi, không có size S cơ. Cái này không có size S. Quần này bận càng rộng càng đẹp mà. Rồi ok. Ai em qua mẫu xanh đen luôn đi nè mọi người. Cái hàng này thì nói chung là mình bán quanh năm, hàng này hàng của nước ngoài, cái thằng chủ thằng chủ của cái công ty này là nó là người nước ngoài, nó là người gì ta, người nước ngoài mà bữa nay nó người Úc hay người gì á. Nói chung là thành nên những cái hình của nó là toàn bộ là phim hoạt hình á. Nó ra mấy cái phim hoạt hình rồi này kia á, nổi tiếng. Ủa cái gì vậy mà đưa xanh đen này lên là xanh đen chưa like đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lên xanh đen luôn giùm em đi, trang con đen mà lên xanh đen luôn giùm em nha mọi người nha, 59k. Rồi lên xanh đen luôn giùm em, 499.000 một con, như thế này là 500.000 đó, em tặng ở 59.000 thôi nha mọi người nha. Em tặng ở 59k thôi, rẻ được tới 400 440 ha. Rẻ được tới 440, em tặng ở 59.000 là rẻ được 440, do con này là giá nó tới 499.000 nha mọi người. Rồi lên đi giùm em, mã này mã xanh đi giùm em kèm size. Trời vải là nó mắc rượi luôn. Nó mắc rượi rượi luôn nha mọi người. Nó chỉ có đơn giản chữ bamboo phía dưới chân như thế này thôi, rất là đỉnh nha mọi người. Mẫu toàn bộ là mẫu mới chứ không phải là hàng tồn kho nha tình yêu nha. Rồi nhanh tay lên đi giùm em, mã này mã xanh đi giùm em kèm size ML1X. ML1X giùm em 59k nha mọi người, nó rẻ. Rồi lên đây giùm em ML1XL giùm em 59k. Trời ơi mua lẻ mà rẻ bằng hơn sỉ luôn mọi người. Mua lẻ mà bằng giá sỉ luôn mọi người ơi, 59.000. Rồi nhanh tay lên đơn cho em nè. Rồi lên đơn giùm em mã này mã xanh đi giùm em 59k ML1XL giùm em mã xanh đi giùm em nha. Cái này nam nữ gì bận được hết trơn á chị Ngô Tường Trang ơi, nam nữ gì đều bận được hết nha chứ nha. Rồi xanh kèm size giùm em nha mọi người nha. Xanh kèm size giùm em. Heo ngốc nè. Dạ rồi ok chị Anh Lê nè. Chị Anh Lê là hai dịp lục, hai giảm cân. Cái dịp lục quá chị, để em coi thử còn mấy hộp nha. Dịp lục hình như là em mới khui hộp nữa, còn gắn hộp à. Do bữa em còn hai hộp mà em mới lấy em khui hộp em mới uống á, nên là còn gắn hộp à. Mọi người ơi, ai mà phụ nữ nên uống dịp lục mọi người, thật sự luôn á. Tới tuổi mà hàng 3 trở đi là nó sẽ bị khô hạn mọi người. Khô hạn mọi người, uống nó bổ sung collagen nè, nó bổ sung cho mình là nội tiết tốt rồi này kia á. Kiểu như da lớn tuổi qua tới hàng 3 rồi là cái sắc tố của mình đã bị xuống cấp, nó sẽ bị kiểu như là tàn nhang rồi nám rồi mồi, nó dễ bị xuất hiện trên cái da của mình, nó thiếu collagen, thiếu hụt collagen á là nó hụt nội tiết tố nữa. Thành ra mọi người uống cái này để cho điều kinh nguyệt nó điều nè mọi người nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai, da dễ mình cho nó đẹp, nó có sức sống rồi là kiểu như tràn trề sinh lực để mà kiểu như là cũng còn ham muốn như tuổi đôi mươi đó mọi người. Chứ còn mà như ví dụ mà lớn tuổi rồi mình nói là cái chuyện này chuyện tới nhị, nhưng mà điều là mình tới tuổi mà kiểu như mà đã sinh con rồi đó là mình ngán cái chuyện đó, là nhiều khi chồng nó chán nó đi ra nó kiếm con khác kiểu vậy. Bỏ cái đơn nó riêng, chút nữa sàn riêng cho chị luôn để mà đại đơn chị luôn. Rồi xanh đen nha chị Linh Nguyễn nè. Rồi chị Linh Nguyễn tuổi gì? Chị Linh Nguyễn tuổi ngựa. À mà nãy cũng có người tuổi ngựa mới hai chị em rồi. Hai ba cái XL nha, cái L cho chị Linh Nguyễn này nhớ nha, nhìn nha kỹ nha. Rồi L với size XL cho anh Lê nè.
cái nào có thì bỏ vô luôn. Đây là L, L này, còn chỉ một cái tên L thôi. Để gặp đi, gặp một cái L đi, còn cái tay L đúng không? Để họ chọn lộn tay của ta. Bỏ L ra rồi gặp L. Cái L bỏ vô rồi không cần gặp, chỉ gặp một cái một mà mình để mình soạn đơn thôi. Rồi con thị xanh đi, xanh L cho con thị. Ghim lại số tài khoản hả? Cái bạn đó đâu? Bạn này bữa đứa dịp bỏ đâu rồi? Bạn số tài khoản nó bỏ lên đây. Ủa cái bạn hôm bữa dọn cái số tài khoản nó bỏ đâu rồi? Tìm gánh cho chị một hộp dịp lục. Dịp lục nó mà lấy dịp lục thì có khoảng 7 ngày thì mới có hàng nha chị mì bánh ơi. Em sẽ đặt luôn cho chị Anh Lê thì trong cái kiểu như là chờ hàng đó nó về á. Chứ còn bây giờ hiện tại em còn có một hộp à. Em lấy một hộp em mới cua em muốn rồi. Mới kiếm ra ngoài đó nha. Đây mọi người ơi, ai chưa chuyển khoản đi tranh thủ. Ta chịu khoản cặp luôn em nha. Ai mà nói chung là cũng có cái chị khách của em mà chuyển khoản, với lại là khách chuyển khoản lô cho em rồi, nhưng mà kiểu như bây giờ ai chuyển thì chuyển thôi, còn cái kia là đã có khách chuyển rồi, em đã đi hàng cho sĩ rồi. Rồi chị mì bánh xanh đen xấy trên L. Heo ngốc heo ngố gì là chịu cọc không nha? Chịu cọc không nha? Bên chị cọc chị mới chốt đơn á, heo ngốc thôi. Heo ngốc heo ngố gì nè. Rồi ok chị. Chị gì ta? Tao mất tiêu rồi. Chị mì bánh nè, chị mì bánh chốt hộp dịp lục này để đây đi. Rồi của anh Lê thiếu hộp dịp lục nữa. Ghi của anh Lê một đơn riêng ra, lấy một tờ giấy dư ghi ra. Ghi là anh Lê thêm một hộp dịp lục để rời ra, bữa nào có gửi sau, bây giờ gửi trước một hộp để uống trước đi. Rồi ok nha tình yêu nha. Ok nào. Em còn ít màu xanh, ít màu đỏ nè mọi người nè. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Ai chốt lên đơn em chốt bằng chốt cho mọi người 59k luôn. 59k em lên ba lô nha. Em nhá thử mấy ba lô nè mọi người, không canh chốt ba lô là tiếc lắm luôn á nha mọi người nha. Ba lô giá của nó rất là mắc luôn nha. Nói chung là 699 là 700 ngàn một con ba lô như thế này nha mọi người. À, con nè, con caro này là gần 700 ngàn, 699 ngàn một con ba lô như thế này. Đó, ba lô là ba lô của hãng luôn nha mọi người. Không có đụng hàng ha mọi người ha, không có đụng hàng và mọi người xài rất là ok luôn. Rồi từ từ chờ xíu em like luôn ba lô cho mọi người nha. Em like giá nói chung là rẻ. Rẻ hơn so với em bán rất là nhiều luôn chứ không phải là rẻ ít đâu. Ví dụ mà cái ba lô này em đổ em bán đồng giá 150.000 thì hôm nay trên live em bán cho mọi người đồng giá 99k thôi. Rẻ được tới 50-51 ngàn. Ok ha. Rồi vàng. Trời ơi đẹp quá đẹp mọi người ơi, cái 59k chỉ cơ hội ngày hôm nay mọi người chốt đi. Ôi dồi ôi, lẻ mà bằng giá sĩ ôm lô nha mọi người ơi. Rồi vàng nè, xanh nè và đỏ giùm em nha mọi người, kèm size giùm em. Vàng xanh và đỏ giùm em kèm size nha mọi người nha. Vàng xanh và đỏ giùm em kèm size 59k. Cái này thì hên xui nè, biết còn size nào thì ấy size đó. Coi từ trong kia còn mẫu nào nữa không? Dạ. Coi từ trong đó. Rồi ok Phan Thị, ok ok. Rồi vàng xanh và đỏ 59k kèm size giùm em nè mọi người. Rồi từ từ em lên ba lô nha. Em lỡ rồi em lên hết cái quần thể thao rồi em lên ba lô. Ủa còn cặp đó nữa, cặp đó cũng nhiều ạ. Cặp xanh đen đó cũng nhiều ạ. Đó rồi đúng không, móc đủ mẫu rồi đúng không? Đủ chưa, đủ mẫu chưa? Rồi lên đơn kèm size giùm em, kèm size nha. À, vàng với xanh. Vàng với xanh cho anh Lê. Ủa chị anh Lê chốt cái size gì vậy?
khách mua lâu năm cũng diện quản cọc nha heo ngốc ơi. Nói chung là mới mua hoặc là mua lâu thì cũng cọc hết trơn á, chỉ có trừ trường hợp khách nào chuyển khoản đủ rồi mới không cọc thôi. Rồi vàng và xanh do anh Lê để chờ thử size gì nha. Rồi đỏ luôn nha anh Lê nè. Rồi xanh size M cho anh Kiều nè. Rồi size L, anh Lê ghi size L hết đi. Rồi xanh vàng đỏ giùm em 59k nha mọi người. Ai chốt bài nhanh tay lên đơn, rất là đẹp như thế này. Rất là đỉnh như thế này nha mọi người ơi nè. 499k là 500k một con như thế này nha mọi người nha. 500.000. Rồi xanh M cho Thâm Vu nè. Xanh này size... Ô xanh này có size S nè. Ô anh Kiều ơi, chị cho em con size S nha. Chị cho em con size S nha. Con này nó có size S nè. Chịu comment ok nè. Con này size S nè. Cho anh Kiều size S đi. Cái đó bo ống luôn đẹp lắm. Có màu đen này chị mới like. Hả? Thâm Vu cọc. Rồi ai có đơn này ra cọc giùm em nha. Rồi ok nè, vàng xanh đỏ giùm em nha mọi người. Vàng xanh đỏ giùm em á. Đen chị có màu đen hồi nãy chị có like rồi đó. Này chị có like rồi. Rồi bây giờ em lên cái xanh đen này với con xám này. Rồi là em lên ba lô nha mọi người. Em lên ba lô mọi người, tranh thủ chốt ha. Em sẽ lên ba lô. Rồi từ từ chờ xíu nha anh, chờ em xíu. Nương vàng có size S không chị? À, hình như là vàng có size S hay sao á, không biết nữa. Nói chung là cứ chốt đi, nếu mà không có S thì bỏ size M nha. Nếu mà không có S thì bỏ size M ha. Đỏ vàng nha chị. Ồ chị mì bánh lên đơn lại giùm em đây nè. Chị mì bánh ơi, lên đơn lại giùm em với. Không có thấy, nếu mà em không thấy mọi người comment lại giùm em nha. Ủa, Oanh Kiều đi ra rồi hả ta? Oanh Kiều á? Anh từ Oanh Kiều chờ xíu. Cái này màu xanh luôn màu quá đi. Chọn Oanh Kiều xanh em màu. Em có xanh XL, XML, XL nha. Màu xanh này em có XML, XL. 499.000 nè mọi người. 500.000 một quần như thế này mà em chốt mọi người giá 59k rẻ được tới 440 lần rồi. Oanh Kiều đã mất tiêu rồi. Vàng và đỏ size X với size M là 4 cái đó nha, ghi vô đi. Ghi vô 4 cái, 2 vàng 2 đỏ. Ủa, vàng và đỏ X với M là lấy mỗi thứ một cái là sao chị? Đây là lấy 2 cái đủ size nha, X với M đủ size nha. Rồi vàng X cho Nương Nguyễn nè. Nguyễn Nương đang trả lời. Ghi vô 59k đây đã. Rồi 4 cái, 2 cái tính sau. Ghi vậy là chắc là 4 cái rồi. Ủa anh Kiều đi ra rồi hả ta? Anh Kiều đâu mất tiêu rồi. Rồi em lên con xanh đen này nữa rồi hôm qua nha mọi người. Ý cha, cái này quần lửng. Ở đâu ra mà lộn vậy? Lộn hai cái quần lửng thôi. Ngân Hà cọc 50.000. Ghi đi. À, màu đen còn. Đây nè. Trời ơi, nó lộn đâu, còn số mấy cái quần lửng đó mọi người nè. Quần lửng mâm bô nha mọi người nha. Quần lửng như thế này nè, rất là đẹp như vậy nha mọi người nha. Rồi quần lửng này của em là size L. Rồi quần lửng em có hai con size trên L nha mọi người nha. Hàng bambo luôn nha, 59k luôn giùm em nha. Quần lửng size L trên L đồ gì chốt được giùm em nha, rất là đã luôn. Nói chung hàng bambo thì khỏi phải bàn về form chất rồi nha mọi người nha. Ai đã mua rồi. Nói chung là hàng bambo đợt ấy nó không có quần lửng đâu. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người ơi, bambo ha. Rồi lên đơn giùm em nè. 59k giùm em size XL. Rồi lửng vàng với đỏ.
vàng với đỏ SM 2 cái là sao? Lượng danh lê trước đây nè. S với M 2 cái là 1S 1M hả? 1S 1M hay là lấy kiểu như là chị lấy S với M là đủ size. Nếu mà đủ size là 4 cái nha. Đủ size SM là 2 màu là 4 cái ha. Còn mà chị lấy 1M 1S là màu nào cũng được thì là 2 cái. Còn mà chị lấy 2 màu, nếu mà đúng là phải là 4 cái, do là đủ size thì S với M thì 2 cái nào cũng S với M là thành ra 4 cái nha chị nha. Rồi lượng do Nguyễn Ngọc Linh. Nguyễn Ngọc Linh 2 con. Rồi chụp hình gửi qua cho chị luôn nha Tâm Vu ơi. Ủa coi thử lo mấy cặp ra được còn nữa không? Sau này đâu có quần lửng đâu, lọt vô cái 2 cái. Bữa lửng anh đóng hết cho sĩ đó mà ta. Lửng bữa anh đóng hết cho sĩ rồi. Có tiện lọt vô đâu 2 cái vô đây đẹp quá giờ. Cô ôm trúng cái cọc ấy rồi lên đây. Rồi con này à, xanh đen lại giùm em. Ai chúc xanh đen lên xanh đen nha. Mỗi cái nó mỗi chữ khác nhau như thế này nha mọi người nha. Mỗi cái nó mỗi chữ khác nhau như vậy nè. Rất là đẹp. Chị có nói là 2 cái thôi, vàng đỏ SM. Thì bởi vậy mới hỏi đó. Vàng đỏ SM thì lấy lộn xộn một cái S, một cái M. 2 cái thôi. 2 cái như là em lấy màu nào em lấy nha. Cứ miễn 2 cái 1S 1M là được ha chị ha. Rồi ok rồi ghi vô đi. Còn nếu như mà chị comment như vậy đúng của nó là S với M là như dụ một màu đi, màu đỏ với màu vàng thì một cái S một cái M, còn màu xanh một cái S một cái M kiểu vậy. Mà còn mà nếu mà lấy thì hai cái thì lấy màu nào cũng được ok ha. Rồi lên đưa giùm em nha mọi người. Ai chúc xanh đen lên xanh đen giùm em. Lên lại xanh đen giùm em. Rồi xanh đen lờ heo ngóc ra cặp luôn đây nè. Cái này nó có chữ bamboo nha mọi người. Nó có chữ bamboo như thế này nè. Rất là đẹp như thế này nha mọi người. Rất là đẹp như thế này ha. Rồi ai chúc mình lên đơn cái này. Nói chung là vải của nó rất là mát. Vải rất là mát nha mọi người nha. Và heo ngóc á. Heo ngóc để chờ chị khoảng. Rồi lên con này là con xanh đen trơn cho em nè. 78kg chút sấy trên lời cho thoải mái nha số hàng ơi. Rồi xanh đen 4 cái 2 XL và 2 size L cho chị Linh Nguyễn. Và bỏ màu đó vô đi. Bỏ vô luôn 2 cái. Rồi cái này là xanh đen. Nhưng mà xanh đen này là xanh đen chữ nhỏ thôi ha. Mọi người mua đi chứ hàng này là lô này đợt này là cuối cùng và không còn nữa đâu mọi người. Chỉ còn một cái shop ở Nguyễn Trãi một thôi, không có cái shop thứ hai đâu mọi người. Nói chung là hết luôn rồi đó. Em gom nói chung là kho nó bây giờ nó hiếm lắm mọi người. Mọi người thấy không? 25 Tết 25, 26 6 gì em mới đi ôm cái lô này đó. Chứ không phải là được có sớm hàng đâu. Rất là trễ luôn. Rồi lên đơn giùm em nha. Mã này mã 1 giùm em. Rồi mã này mã 1 giùm em nha. Chúc mã 1 không có sang hái đi L được nha. Số hàng ơi, XL to nhất. XL là từ khoảng 70 tới 90 kg bận được là size XL ha, không có size 2X đâu. Rồi lên mã này giùm em là mã 1 đi, chút mã 1 lên mã 1 giùm em 59k kèm size mã 1. Ủa con này như này em có like rồi cái gì hết chứ. Rồi con đó cô like tặng. Rồi ok, rồi em qua còn con xám nữa rồi là em qua ba lô nha. Còn con xám nữa em qua ba lô. Đen L 7L 59k cho khối em. Cái con đen mã đen mỏi được. Hình như là con đỏ này có like rồi đúng không? Rồi em like một cái này nữa rồi là hết nha mọi người. Con này nữa hết em like ba lô. Em like ba lô xem like ít áo lẻ lẻ nữa, như ít áo khoác nữa rồi là em nghỉ ha. Rồi lên xám đi mọi người. Rồi tặng luôn 59k nha. Đây này giá 499.000 nè. Ai mua được mấy con này sướng á, được nhận hàng tặng. Cái này nếu mà em like 79.000 thì em like giá này đâu nha mọi người nha. Nhưng mà cái này là kiểu như là khai xuân á mọi người. Khai xuân lấy lọc em bán nha mọi người. Giá tặng ha.
500 ngàn mà em bán có 59 ngàn. Ở đâu ra mà rẻ kinh khủng vậy. Rồi lên đây mẹ mã 8, ai chúc 8 lên 8 giùm em. Rồi 8 kèm size giùm em nha. 8 là một người trừ hao nha. Phơm nó nhỏ hơn phơm bình thường nha. Cái 8 này là phơm nhỏ đó. Nó dạng như là quần nó phơm của nữ á mọi người. Rồi lên đưa giùm em mã 8. 8 ai chúc phơm nhỏ lên phơm nhỏ nè. Rồi lên 8 nó còn bị lộn. Ôi nó có nam có nữ đó nha mọi người nha. Nè 8 này là 8 nữ là 6L của nữ nè. Còn 8 nam là 2L của nam to nè. Đó. Nó to hơn nhiều á. To hơn nhiều, dài hơn nhiều nè. Thấy không? To hơn, dài hơn. Rồi lên mã giùm em. Rồi xám kèm size giùm em nha. Xám kèm size giùm em. Lên xám kèm size giùm em là được. Xám này chắc không có S mà Linh. Xám nó chắc không có S đâu cô. Xám nó có S mà Linh. Đâu có S đâu em. Nó có sấy trên lò với sai hái trên lò ở Linh ơi. Chốt rồi lên đơn chị nha. Không có ít. 4 cái nhưng mà kèm size giùm em đi nè chị mì bánh nè. Kèm 59k giùm em, kèm size luôn giùm em nha. Cho nên là chốt cái gì ạ? Oanh Kiều, Oanh Kiều xem M rồi để chị coi được có M không nha. Rồi xám cho Oanh Kiều. Hồi nãy là quần xanh của em là em lấy S hay M vậy? Oanh Kiều ơi, S thì chị nghĩ chắc S được. Xám trên L cho Thăm Vu nè. Thăm Vu trên L có luôn nè. Còn bỏ vô nè. Ghi vô 59 nha. Rồi chị mì bánh ML 1X 2X cho chị mì bánh nè. Rồi xám cho Ngân Hà M, ok Ngân Hà nè. Rồi gì Oanh Kiều không còn thì còn trong bao. Trong bao kia mở ra soạn trong bao. Rồi chị ok chị mì bánh nè. Dạ thấy chị nè chị mì bánh ơi. Nó xanh có S thì lại cho em S nha. Rồi ok em. À rồi ok chưa em ơi, ok chưa, mọi người có thấy rõ không nha. Rồi ok ha. M anh Lê đó cái gì mà xấy trên lờ này chứ ơi, lên lại giùm em với nè. À xám anh Lê có đơn chưa? Chưa. Rồi xám anh Lê nè, đổi lại xấy trên lờ ok chị nè. Ok chế. Rồi ghi 59k chị anh Lê. 59 nha. Rồi ok nha, em qua. Thôi đây ai vừa sai bỏ đi luôn. Rồi em còn một chữ này nữa ha. Chữ này hơn xui chứ còn nhiều không. Hàng bây giờ nó hiếm quá. Hàng giờ nó hiếm quá trời. Con này sấy trên lờ này mà không biết còn không nha mọi người nha. Nó có ít lắm, con này có ít lắm. Ai chốt lên mã 1 giùm em ấy. Ai chốt mã này lên mã 1 giùm em nha. Có thì em bỏ vô cho mọi người nha. Con em đang nắm là sấy trên lờ đó ha. Rồi ai chốt cái nào thì lên giùm em nè. Ai chốt cái nào thì lên giùm em. Mã này mã sắm 1 giùm em. Rồi lên mã sắm 1 giùm em nha. Rồi lên mã này mã sắm 1 giùm em. Sắm 1, sắm 1. Sắm 1 giùm em nha. Sắm 1, ôi dồi ôi, nó đẹp xuất sắc luôn. Không biết còn hay không nữa. Em like đại chứ không biết còn không. Còn thì em soạn bỏ vô. Mã 1 4 cái 2L 2D L cho chị Linh Nguyễn nè. Khi 59 cây. Bỏ cái xám nó vô trước đi. Còn xám 1 là cái này để lộn. Bỏ cái vô trước đã. Để lộn như cái này. Làm nhanh chứ mà tao lên nhanh là không làm kịp đâu nè. Con chấm nó phụ luôn rồi. Có một mình không kịp. Rồi chị mì bánh lên lại giùm em nè. Xám chữ. Xám chữ rồi lên cái size giùm em. Rồi anh Lê mã 1 59k nè. Rồi chụp gửi qua bên Trang giùm chị nha. Heo ngố nè. Heo ngố chụp gửi qua bên Trang nha. Ai đã chuyển khoản rồi thì chụp hình gửi qua bên Trang giùm em nha tình yêu ơi.
tình yêu nào chuyển khoản rồi thì chụp hình gửi qua bên Trang. Hàng 9 tháng 1 rồi, gửi vô đây Nguyễn cho heo heo ngố 100.000. Cọc 100.000. Tâm vu. Tâm vu cọc 200. Ủa mì Mỹ này đẹp bao nhiêu tiền vậy? Mì Mỹ nào cô? Cọc quá, này mì Mỹ cọc quá. Chưa đọc. Ủa giờ chưa đọc ai hết trơn hả? Có đọc ngân hàng. Rồi mì Mỹ dài cọc 100.000. Dạ ok nha, tiếp. Nè bỏ nó vô để lộn. Mã 1 cho chị 4 cái, bấm mấy nó đi. Rồi ok nè, ghi 59k chị mì bánh ấy nè. Ở một anh Lê có đơn là đúng không? Rồi nhận được rồi nha, yêu ngố ơi, nhận được rồi nha, shop bán. Đồ đẹp và rẻ quá, làm em muốn lấy sỉ về bán mà sợ không tranh nổi với tớ. Lấy về bán đi ra lên trăm. Rồi bây giờ lên ba lô mọi người ơi, em lên ba lô đây mọi người. Ba lô bây giờ sao đây ta? Lên mã caro trước đi. À, con này là giá 699 nha nè. Giá 699k nha mọi người nha. Đây. Rồi 99k luôn giùm em nha, rẻ được 600.000 mọi người, mua về bán thì thoải mái vi vu cho em luôn. Rồi lên ba lô caro mà em, 99k caro. Hãng nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em mã ba lô 99k. Cái này nói chung là cho bé mình đi học, hoặc là nói chung là đi chơi đi đồ, nó bỏ đồ bỏ ấy thì vô là được, hoặc là đi học thêm, học ơ đồ này kia đó, hoặc là bé học cấp 1 mọi người vẫn xài được nha. Hai ngăn bên trong này mọi người, cho bé nó xài, nó bỏ máy tính mấy đồ là được ok hết luôn nha mọi người nha. Nè hai ngăn to và một ngăn bên hông này cũng to luôn nha, chứ không có nhỏ đâu mọi người ha. Đó như thế này. Rồi lên mã caro giùm em 99k mã caro. Rồi nha, tay lên caro 99k giùm em nha mọi người. Caro 99k giùm em. Ai chúc caro nha, tay lên caro 99k. Rồi lẹ tay giùm em nha mọi người. Caro 99.000 giùm em. Ôi giời ơi, xuất sắc. Không có hàng mọi người. Hàng hạng mọi người, nhìn mọi người mang vô là biết ngay và liền hàng hạng, rất là đỉnh của chớp luôn. Không độn một cái gì luôn nha. Em bóc sao em like vậy, cho em có độn phơm, độn phít gì đâu. 99k giùm em. Mã caro 99, nhanh tay lên đơn caro 99k, xuất sắc luôn mọi người. Ôi ôi trời ơi, đẹp. Đẹp đỉnh luôn rồi, caro 99.000 nhanh tay lên đơn nha. Caro lên đơn giùm em 99k. Rồi ba lô hai cái caro cho anh Lê nè. Anh Lê hai cái. Rồi ba lô cho anh Kiều. Rồi ba lô chị mì bánh. Rồi chị Minh Nguyễn hai con. Rồi anh Kiều có rồi. Ba lô cho Phan Thị. Ba lô cho Nương Nguyễn. Nương Nguyễn ra cọc luôn nha chị nha, Nương Nguyễn nè. Rồi ba lô cho Tuấn Khải. Nương Nguyễn ra cọc. Coi thấy chị mì bánh có chưa. Thêm em một ba lô nữa nha. Rồi ok anh Kiều. Có tới Nương Nguyễn có. Mì bánh có rồi đúng không? Rồi ok. Trời ơi, cái này con bé nhà em nó xài đợt mà em nói thật sự hàng hiếm lắm mọi người. Nó lộn vô đường con để dành cho con bé nhà em xài, chứ không có để bán luôn. Nó đẹp giả mang luôn như thế này nè. Rồi lên mã bi giùm em, ai chúc bi lên bi nha mọi người nha. Ai chúc bi lên bi xài biết bao giờ. Đó, cái này nó có dây tăng đưa nha mọi người. Kiểu như là cỡ nào mình tăng đưa cỡ đó cho bé. Cái này là chống ấy nha mọi người, êm cực kỳ luôn. Bé nó mang nó đỡ bị đau á mọi người. Đỡ bị đau, hoặc là như dụ mình có đi chơi, đi du lịch, hoặc là đi chơi gần gần á, mình bỏ vài bộ đồ vô là ok luôn nha mọi người nha. Cái này á, nói chung là nhà em á,
nó cái đợt ba lô mà dạng nâu quá mọi người nhớ không, ai đã mua được cái ba lô nâu đó rồi á, mọi người xài tới bây giờ nè, cái da nó vẫn ok luôn nha, em bây giờ vẫn đang xài rất là đỉnh luôn nha. Rồi lên mã này giùm em là mã bi, ai chúc bi lên bi mà em 99k mã bi. Hàng giờ nó rất là hiếm, đợt mà em ôm á, em ôm kho rồi nó nhiều quá thì giá nó mềm, còn bây giờ hàng là đa số là hàng trưng bày không à, chứ không phải hàng tồn kho. Hàng trưng bày nó giá rất là mắc nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đi giùm em mã này, mã bi giùm em nha, 99k mã bi không có hàng đâu. Rồi bi bi nhanh tay lên bi giùm em 99 nha. Rồi mã bi 99k ngân hà có caro chưa? Đi mua một số bao to để đựng ba lô đó nha. Ngân hà. Rồi chụp hình gửi qua trang anh chị nha, Nương Nguyễn ơi, ok em này chụp hình gửi trang rồi caro cho ngân hà luôn đi cho nó khỏi bị lộ. Rồi bi bi cho Oanh Kiều. Rồi bi cho Nhung Ngô. Rồi bi hai cái cho anh Lê. Rồi bi bốn con cho chị Linh Nguyễn. Chị Linh Nguyễn bốn con mà ghi một cái được con, hay là ra luôn bốn. Nhớ nha, sợ tầm bậy này. Rồi bi thăm vu lên bi kèm giá tiền là được nha, thăm vu nè. Thăm vu lên bi kèm giá tiền, ba lô caro ba cái nữa nha em. Dạ rồi ok chị Anh Lê nè. Chị Anh Lê caro ba cái nữa. Thôi ra ba đơn hả? Là thành 4 cái đó. Là ghi đi, ghi tổng 4 cái, ghi chữ tổng 4 cái vô cho nhớ. Ok Phan Thị nè, ok. Rồi bi cho Tuấn Khải. Rồi chị Linh Nguyễn thêm một con caro. Rồi ok Nhung Ngô nè, Nhung Ngô lên bi lên caro đi em. Rồi caro là bỏ vô caro nha, đập chữ nha. Rồi Nhung Ngô nè, Nhung Ngô lên caro 99k đi nè. Rồi bi cho Thăm Vu nè. Ba lô to nha, ba lô này to đó chứ không phải nhỏ, nhìn là biết to rồi. Ba lô là to nha. Cái này nói chung là đi du lịch vô đồ là mình để được dài bộ đồ là bình thường. Còn cho bé đi học cấp 2, cấp 3 là ok luôn. Nhưng mà quan trọng là tùy theo á, cái trường bé nó cho mang thì mang, còn không thì mọi người để dành cho bé nó mang đi học thêm. Rất là ok mà rất là đỉnh luôn nha mọi người nha. Đó, nhiều trường là nó bắt là phải mang ba lô màu đen, đen trơn rồi này kia. Như ví dụ con mình nó học thì nó bắt mang ba lô trơn. Còn tùy á, còn mà cái này để dành cho bé đi học thêm, con bé nhà mình nó vẫn lấy nó xài, là do bé mình học cấp 1 thành cho nên là nó vẫn xài bình thường nha mọi người. Con bé nhà em nó học cấp 1 thành nên là nó xài cái ba lô nào nó xài cũng được. Mà đã qua cấp 2 với cấp 3 rồi là nó bắt mình phải xài một cái cặp màu đen thôi. Cho nên là mọi người mua cái này về cho bé thì nó để nó xài đi học thêm. Còn hoặc là mình xài vẫn xài đi chơi đi du lịch vẫn bỏ đồ là ok nha mọi người nha. Rồi bây giờ lên đi, ai chưa có thì lên đơn cho em đi nè mọi người nè. Ai chưa có thì lên đơn nha. Ai mới tiên qua đây mà biết ai. Tiên 100 ngàn quá Xuân Nương. Là Nương Nguyễn á phải không? Nguyễn Nương. Đúng không? Nguyễn Nương hay là Nương Nguyễn? Nguyễn Nương. Và đừng là Nguyễn Nương. Rồi caro thêm một con chị Linh Nguyễn ra đơn chưa? Linh Nguyễn thêm, dạ rồi ra đơn rồi. Linh Nguyễn thêm một con caro á là ra rồi đúng không? Coi đọc kỹ lại nha. Rồi Tuấn Khải có bi chưa? Tuấn Khải có bi rồi. Thăm Vu có bi luôn rồi đúng không? Thăm Vu có rồi. Chị Anh Lê 5 cái là tổng của chị là 5 cái đó. Muốn mua mấy cái mua nha, caro cho Nhung Ngô này, để Nhung Ngô chưa có đơn caro đúng không? Caro cho Nhung Ngô. 99k Lanitor, 99k. Em ơi Bambo heo đó, caro cho chị thêm hai con nữa được không? Được nha chị mì bánh. Nhưng mà hên xui nha. Hên xui chứ không đủ, không biết đủ không nha. Đủ thì em bỏ vô mà còn không đủ thì em để ra nha. Ta bỏ chị hai con nữa đây. Đủ thì em bỏ vô, còn không đủ em bỏ ra chứ sao? Này quên soạn cho nó đủ hình. Cái này em có nhiều hình á, nhưng mà cái này do là ôm đại lên á, chứ còn nó đủ. Rồi lên mã này, mã lính giùm em nè. Ai chúc lính lên lính, em tặng con lính này cho mọi người 85.000 thôi. Cái màu lính á em không mấy, em tặng 85k lên mã tặng. Rồi nha, đây lên mã tặng giùm em nha. Vẫn đẹp, vẫn lung linh nhưng mà em tặng nha. Con này cũng 699k hết nha. Đây nè.
Đây, lên mã tặng giùm em nha. Ai chúc mã tặng lên mã tặng giùm em. Rồi nhanh tay lên mã tặng giùm em. 980 mấy. Em mới đập 85k đi. Mọi người lên mã tặng giùm em, tặng 85k thôi, ai hơn được ha. Ai hơn được, không biết em còn được mấy cái này. Biết lính hình như không biết ít đâu, hay là nhiều cái em cũng không để ý nha. Rồi lên đơn cho ngày này nó về trễ quá, không có thời gian lo đi chơi nhiều quá, không để ý. Rồi lên giùm em mã này giùm em là mã tặng. Rồi mã này giùm em là mã tặng nha tình yêu ơi. Mã tặng 85.000. Mã tặng 85k giùm em mã tặng. Mã lính tặng 85k, nhanh tay lên đơn nha. Em mới cọc 300 rồi nha. Chế ok mà, ok Văn Tị nè. Rồi mã bi cho Lan Nitơ. Rồi lính 85 cho chị mì bánh nè. Rồi cho chị anh Lê hai con nè. Ok chị yêu nè, hai con chị anh Lê nè. Rồi cho chị Linh hai con. Ok chị Linh nè. Thôi chị, đúng rồi chị Linh hai con. Rồi chị mì bánh chúc ba con. Ok chị mì bánh. Mì bánh ba con là đủ ba đơn luôn rồi, đúng không? Ba đơn chị mì bánh mấy đơn rồi? Bánh một đơn, hai đơn, rồi, ba đơn cho chị mì bánh rồi. Ok ha. Tranh thủ chốt đấy mọi người, không có hàng đâu. Cái hàng này em nó thật sự hiếm cực kỳ, nó đang trưng bày ở shop á. Thành nơi nó thật sự đẹp lung linh luôn. Shop máy lạnh là đẹp lung linh nha mọi người nha. Shop máy lạnh chứ không phải là shop ấy đâu. Nếu mà ai dân Sài Gòn đi ngang qua đường Nguyễn Trãi là biết còn duy nhất một con, một cái shop nó nữa thôi. Nhưng mà nó thanh lý rồi. Là bây giờ á mọi người, nếu mà ai mà dân Sài Gòn á, nói thử là đúng như lời của em nói không á mọi người ha. Là nó bán tới ngày 31 hay là nó dẹp luôn rồi. Nó dẹp luôn rồi, nó kêu là nó nghỉ đông một thời gian là nó sẽ ra nó bán lại. Nhưng mà nó sẽ thuê ở các bạn tháng 8. Chứ nói chung là kiểu như là nó, nói chung là không biết như thế nào. Nhưng mà nó kêu nó nghỉ đông, nghỉ ơn gì đó. Khác nhau rồi đúng không? Còn bây giờ em mới lên đại đi nha. Em lên mã này mã sọc. À chúc mã sọc lên mã sọc giùm em 99k. Trời ơi con này thì nó bền thì thôi rồi. Rồi mã sọc giùm em 99k mã sọc. Mở cho mọi người xem luôn nha. Ai đã xài cái hàng bamboo của bên em rồi là biết hết mọi người ha. Nhà em bé nhà em nữa xài không. Rồi lên mã này giùm em là mã sọc nha mọi người. Ở bên trong này. Trời ơi quan trọng là cái dây này bé nó đeo nó êm kinh khủng nha mọi người. Nó êm lắm, nó phải như ba cái hàng thường đâu ha. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em là mã sọc 99k giùm em, mã sọc xuất sắc luôn mọi người. Rồi mã sọc giùm em 99k to á, nhưng mà do là em không có độn phơm. Nè mỗi cái này có một cái bịch chống ẩm nữa. Rồi lên mã này mã sọc giùm em 99k mã sọc. Trời ơi mọi người nhìn ở lốt trong bên nó. Nếu ai đã mua cái hàng này của bên em rồi là biết nha, lốt trong bên nó bao phê cho mọi người luôn. Cái này là để máy tính nha mọi người. Cái này mọi người để máy tính vô đây nè. Trời ơi, nó êm nè, nó êm kinh khủng, để nó giữ cái máy tính lại cho mọi người á. Xịn đét luôn ha. Rồi lên đây giùm em mã này mã sọc giùm em này, nó có ngăn không? Chi kiểu nó thôi chất lượng kinh khủng luôn. Rồi lên mã sọc giùm em 99k mã sọc, nhanh tay lên đơn ha. Sọc 99k quá vip. Không có hàng đâu, hàng này em chưa bao giờ mà em bán đâu, làm gì có để mà bán. Hàng này hàng trưng bày mà. Hàng này là nói chung á là không phải hàng tồn kho, thành ra nên là rất là đỉnh luôn nha mọi người nha. Không chưa bao giờ bán được cái hàng này luôn, không bao giờ đụng. Nhưng mà do là cái này là nó chuẩn bị nó dẹp ở bên Nguyễn Trãi á, thành nên là nó thanh lý bớt ra đó mọi người. Nó thanh lý bớt ra chứ không phải là ấy đâu mọi người. Thử vô shop nó đi, không bớt ngàn nào á, giá bao nhiêu nó bán bấy nhiêu thôi. Rồi nha, đi lên sọc giùm em nha. Ai giúp sọc lên sọc. Rồi sọc cho anh Kiều. Rồi sọc cho chị Linh Nguyễn. Sọc cho Lan Nitơ. Rồi sọc cho chị anh Lê. Rồi ai chưa có sọc nữa lên sọc. Mua để dành đi nha. Cứ vậy chứ mọi người thấy quay qua quay lại nhanh lắm. Tết một cái là qua cái là thấy nghỉ hè, là nghỉ hè là thấy vô học nữa liền. Vô học rồi là sao? Vô học rồi là phải thay cặp mới cho con nhà mình ha mọi người ha. Đó, thành ra là bây giờ mua là đúng bài luôn. Rồi lên mã này giùm em là mã lá luôn giùm em nha mọi người nha. Ôi rồi ôi nó đẹp. Rồi lá ai chút lá lên lá giùm em nè mọi người nè. Rồi nhanh tay lên mã lá giùm em, tặng con này 89k, nhanh tay lên đơn nè. Trời ơi vip lắm mọi người ơi. Đã kinh khủng khiếp luôn nha. Rồi lên mã này mã lá, mọi người mua ba cái ba lô thường nó nhiêu tiền rồi, thiệt sự luôn.
6 700 ngàn con mà bán nha mọi người. Rồi 89k nha, tay lên đơn cái này nó có cái để mà ai viết lên luôn nè mọi người nè. Nè mấy cái lỗ này là găm viết lên nè mọi người. Nên hàng của nó hàng chất lượng là đương nhiên. Mọi người mang hàng thương hiệu lên là biết liền. Thương hiệu của nó trời đẹp đỉnh luôn. Rồi lên đơn giùm em mà lá tặng 89 ngàn nhanh tay lên đơn lá 89k. Rồi nhanh tay lên lá. Không bớt đồng nào giờ bán cái bán đồng lao. Rồi mà lá 89k đây mọi người. Em bán tào lao, tào lao. Anh Lê này có mà sọc rồi đúng không? Rồi lá cho chị Anh Lê nè. Rồi lá cho chị Linh Nguyễn hai con nè. Rồi lá cho anh Kiều nè. Nguyễn Mai. Con Caro em xem lại đi chị. Không biết Caro còn không nữa mà để mà chốt luôn. Caro sợ thiếu hàng á. Hả? Con thấy đơn hay gì không? Sợ không đủ. Sợ không đủ á, Caro sợ không đủ hàng á. Nói chung là đủ hàng thì em phân đủ mà còn thiếu thì thôi nha mọi người. Bây giờ mọi người cứ chốt Hồng Ngờ đi. Thế nhiều khi Caro không biết là còn đủ đơn không á. Caro đẹp quá đẹp. Rồi lên đơn giùm em mã lá nha mọi người nha. Mã lá giùm em nè. Rồi lên mã này mã beo giùm em. Vậy chứ mình nói chung mình mua cái mình tiếc nè. Mình mua nó mắc quá mình cũng tiếc. Như em mua cặp cho con bé nhà em đi học là gần 600 ngàn, 590 ngàn, 599 ngàn. Em nói nó mới học cấp 1 mà mua còn uổng mà nó thích quá em phải mua cho nó thôi. Nhưng mà nó mua nó thích cái cặp bamboo này của nó là 4-5 cái luôn á mọi người. Nhiều khi người ta không có nó 4-5 cái mà nó đòi cả màu hồng. Bamboo nó đâu có màu hồng, nó đòi màu hồng để bắt em ra nhà sách phải mua đúng cái ba lô đó cho nó. Về rồi cuối cùng nó cũng phải mang cái mấy ba lô này. Nó mang một hai lần nó chán à, con này nó dễ, nó nhanh chán á, nó chán. Bởi vậy phí tiền, nhiều khi người ta không có, còn con này nó phí lắm, la hoài. Đó chứ ba lô mà mấy cái đẹp đẹp là em để cho nó. Đẹp hết trời. Rồi lên beo luôn giùm em, ai chúc beo lên beo nha mọi người nha. Nè mọi người thấy phía sau không? Nè phía sau nó đi lưới như thế này nè mọi người ơi. Mang vô cái nặng cỡ nào rất là im vô trong lưng cho bé, rất là im nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên mã đây giùm em là mã beo, ai chúc beo lên beo 99k mã beo. Beo 99k. Cái này em không có bán cho sĩ luôn, em để im đó. Em để đó đi rồi tới hồi hè em bán. Chứ cũng có hàng mà để bán cho hàng thương hiệu em bán để em lấy cái tiếng thôi chứ còn mà không phải gì chứ. Rồi lên đơn giùm em mã này mã beo giùm em nha. Beo beo 99k mã beo. Beo này biết có một hai cái hay. Beo nó được mấy cái biết. Rồi beo 99k không biết beo đã có hay không. Hiếm hàng hiếm đó mọi người. Hàng gọi là hàng hiếm. Rồi lá. Lá này được mấy cái bỏ vô luôn. Beo đi mua bao. Bèo có đơn chưa? Số hàng mới chút Caro là có chưa? Lá là On Kiều này có lá rồi đúng không? Rồi bêu hai con cho anh Lê nè. Rồi Caro cho số em. Rồi ok Hiền Trương nữa coi thử còn không. Mà cái Caro đó nó hơi to với thằng hàng lớn hay là thằng nhỏ vậy bà ơi. Lớn hay thằng nhỏ? Nếu thằng lớn thì được chứ con thằng nhỏ nó mang bự lắm á nha. Cái Caro đó là nó hơi to đó. Caro đó Caro to đó nha. Nếu thằng lớn xài thì cũng còn hơi to nữa đó. Nếu mà cỡ tụi nó học cấp 1 thì chỉ có xài ba lô này là ok hơn á. Còn mà ba lô Caro nó to lắm. Mà Caro ba lô to lắm. Rồi cứ ấy đi về. Nếu mà to quá thì đưa qua đổi lại nha.
Rồi ai chúc lính thì lên lính với lại em nha mọi người nha. Ai chúc lính lên lính lại em nha. Cái lính này lính kia khác nhau nha. Lính này lính kia khác nhau, không có giống nhau đâu nha mọi người. Rồi lên mã này giùm em là mã lính 99k giùm em mã lính. Em bán tào lao thôi, không có hàng bán luôn. Nó ít, nói chung là nó không có nhiều đâu. Cái này nó cỡ khoảng được 200 mấy chục cái hay bao nhiêu rồi. Mà hồi sáng em có đóng cho ấy rồi. Cờ đó nó ông 300 mấy gì chưa. Rồi có ai chung lính lên lính giùm em nha. Rồi lên mã bò này đi. Rồi bò giùm em 99k mã bò. Rồi mã bò, trời nó xịn. Rồi mã bò giùm em nha. Chúc bò lên bò giùm em. Logo nó lúc nào cũng có bên trong bên ngoài hết cho em nha mọi người nha. Mã bò này caro to, và quên ba lô to giùm em nha mọi người nha. Mã bò này ba lô rất là to nha mọi người nha. Ai chúc bò lên bò giùm em ha. Ai chúc bò lên bò giùm em 99k mã bò. Bò này biết được mấy cái biết. Rồi lên mã bò giùm em đi mọi người. Ai chúc mã bò lên mã bò giùm em nha. Rồi lên mã bò giùm em. Mã bò giùm em nha mọi người nha. Con em học lớp 2. Bò đen nó cũng to y chang vậy số em ơi. Bò đen nó to bằng cái caro. Con bò đen này nó to bằng cái caro nha em nha. Con bò đen này là to bằng cái ấy đó. Bằng cái con caro á. Ấy lô miền trang nè. Lính cho anh Kiều nè, lính cho anh Lê. Bêu kia chị Linh đi đâu rồi, không bêu đâu rồi. Bêu quả đưa vô. Rồi lên bò đi mọi người. Bò bêu vô trước đi. Bò ra đơn giai chưa? Bò chưa. Rồi bò cho anh Kiều. Rồi bò cho anh Lê hai con. Rồi bò bốn con chị Linh Nguyễn. Rồi bò cho Thanh Vân Điên. Cái lô Huyền Trang nè. Rồi cảm ơn em nha. Chúc em năm mới được nhiều sức khỏe ha. Vạn sự như ý. Rồi bò cho Tuấn Khải. Rồi ok, ai chưa có bò nó lên bò hết rồi mọi người ơi. Còn con lá với một con ấy nữa là hết rồi đó mọi người. Rồi một con lá xanh. Trời ơi cái này đẹp nè. Còn không em lấy cái này cho nó đi nè. Cũng đơn giản dễ mang nè. Rất là đẹp luôn nha. Nói chung là như vậy á. Nó chắc chắn rất là đỉnh luôn. Hai bên này để nước cho nó hai bình nước nè mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã lá xanh giùm em. Rồi lá xanh giùm em 99k mọi người nhìn lót trong nó này đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người nha. Trời ơi cái lót bên trong rất là phê luôn nha, mua ba hàng thường. Bây giờ mua ba hàng thường đã trăm mấy rồi đó. Em mua cái ba lô cho con nhà em 600.000. 600.000 mà mua cái màu hồng nó cái tay bà mang sao mà em nói thật sự được chưa. Thôi nó mang nó đi được có mấy buổi thôi rồi nó lấy ba lô nó mang với nó đâu mang đâu nó ức vậy đó. Nó thấy bạn nó xài nó đòi. Rồi rồi lên đây giùm em mã này mã lá giùm em nè. Cái này trai gái xài được nè. Ai cấp 1 cấp đồ mọi người chốt cho con mình cái này đi. Rất là đỉnh luôn mọi người. 600 mấy con không à. Rồi 99k giùm em mã lá nha mọi người ơi. Xịn đét luôn. Trời ơi, bên trong của nó, lót của nó mềm lắm mọi người. Cái này á, nói chung là em nói cấp 1 chứ cái này để máy vi tính rồi là ok nha. Máy vi tính rồi là nói chung là nó ngăn cho mình một bên. To đó mọi người, nói chung là ba lô này nó cũng không phải là dạng nhỏ đâu. Học cấp 2, cấp đồ vẫn xài ok. Rồi lên đây nhìn em, cái này em biết còn không. Rồi lá xanh danh Lê. Em chốt với chị rồi á. Tắt máy rồi. Lá xanh chắc là cái đó 9k bỏ ra. Không chịu nhìn luôn á trời. Nói là đọc comment rồi hãy ấy. Nhiều khi người ta comment lộn. Rồi lá xanh như Huyền Trang. Rồi em còn đúng một con này nữa thôi. Rồi em lên áo nha mọi người. Em lên áo với đá khoác để em nghỉ nha.
Thôi con này nó quá đẹp rồi. Con này 700 ngàn. Con này giá 700. Con này là cũng là con bò luôn đúng không? Lên mã bò giùm em đi. Bò vàng giùm em, ai chúc bò vàng lên bò vàng giùm em, 99k mã bò vàng. Mọi người mua trên live được giá quá rẻ luôn á, thật sự luôn. Em bán 150 đó. Em đổ bữa em tới em đổ 150. Rồi lên đơn em mã này, mã bò vàng giùm em nha mọi người. Ai chúc bò vàng lên bò vàng giùm em. Rồi nhanh tay lên bò vàng giùm em nha mọi người. 99k bò vàng. Rồi bò vàng 99k, nhanh tay lên đơn ha, bò vàng 99 nha. Rồi nhanh tay lên đơn em bò vàng 99, bò vàng 99k. Mấy cái ba lô đợi riêng đi, chút nữa hồi mua bao rồi bỏ cái bill phía ngoài, chứ tới hồi mà phân hàng không có ấy đâu mà quăng vô trong đó. Bỏ rời ra chồng một góc đi, cái nào tính trước. Là chồng một góc rồi tới hồi là có bill có bao rồi bỏ, chứ tới hồi phân hàng sao biết được mà. Kinh khủng luôn á trời. Rồi lên bò vàng giùm em nha, tranh thủ nha, mấy hết pin em lăn hết pin em nghỉ nha mọi người nha. Rồi bò vàng, ba lô là hàng hiếm đó mọi người. Nói chung là ba lô là hàng hiếm đó mọi người nha, chứ không có đâu, không có hoài đâu. Bò vàng cho Huyền Trang. Bò vàng hai cái cho anh Lê. Rồi bốn cái cho chị Linh Nguyễn. Rồi bò vàng cho Dung Vu. Có đơn ra cặp nha. Ủa Nguyễn Lựa như này có bi rồi sao? Coi bi thử Nguyễn Lựa có chưa. Nguyễn Lựa chúc bi hay là chúc bò vậy? Nguyễn Lựa chúc bi hay là chúc bò vậy? Nguyễn Lựa ơi, chốt cái gì lên lại nha. Thanh Văn Đen cọc 200. Nguyễn Lựa chúc bò hay bi vậy Nguyễn Lựa ơi? À bi ha, rồi ok nè, bi cho Nguyễn Lựa. Chúc bò đen. Bò đen là con nào vậy? Của Sơ An. Có chưa? Sơ An này chúc caro. Bỏ caro chúc bò đen á. Có được có chưa? Rồi bỏ bỏ ấy đi, rồi lấy caro của Sơ An bỏ ra đi. Lấy bò đen nhờ Sơ An. Bỏ cắt luôn. Nguyên Dương nè, bên mình chúc đơn là cọc á bạn ơi, chịu cọc em nha. Rồi ok, chúc bi em rồi nha Nguyễn Lựa ơi. Rồi Dung Vu ra cọc này, Dung Vu có bò vàng rồi đúng không? Dung Vu có không? Rồi Dung Vu ra cọc luôn nha mình nha. Nói chung là ai có đơn ra cọc em ha. Rồi Nguyên Dương là có chịu cọc thì comment ok em nha. Rồi em like ít áo nha. Em lên cái này em tặng này khơi mà, em tặng cái này em có hai cọc này, em tặng hai cọc này trước cho mọi người biết nha. Ôi cái này có đồ bé, cao bé này trời. Ôi cọc này cọc đồ em bé mọi người ơi. Rồi ai có bé chút ngay vào liền con này, trời ơi số 7 số 8 trời đẹp lung linh luôn, xịn đét luôn. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời ơi gì mà không có cho bà bé. Bà bé chất dưa rồi nè. Nam nữ bé trai bé gái đều bận được giùm em nha mọi người nha. Size này từ khoảng 20 cho tới 40 kg bận ok giùm em. 20 cho tới 30 35 40 kg bận được nha mọi người. Rồi lên đơn giùm em từ 20 kg đã bận được rồi nha mọi người. Con bé giùm em 22 kg bận ok nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em cưng xỉu luôn mọi người. Rồi lên bò vàng, lên mã vàng giùm em 490.000 nè. Rồi em chốt luôn 49k thôi nha, 490k mọi người nhận hàng về là có giá trên tag y chang như vậy cho em nè ha. Rồi em tặng luôn 49k ai nhanh tay được ha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em 49k lọn đâu cọc em bé dễ thương kinh khủng luôn á trời. Rồi lên mã vàng giùm em 49k size từ khoảng 20 cho tới 40kg bận được. Cái này em bận cũng được luôn á, nhưng mà cái này dạng uni kiểu như dạng uniset á mọi người. Hạnh nên là nó form của nó là nó rộng rộng á, rất là dễ xài nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em mã này giùm em là mã vàng 49k giùm em nha, có size 1 à.
Rồi nhanh tay nhanh tay. Trời ơi, ở đâu ra lọt cái cọc này vậy trời. Em mà thấy là Tết em lấy cho bé này em đã bận rồi. Em nghĩ là đồ người lớn không à. Em nghĩ là đồ người lớn, em đâu có kiểm tra đâu. Rồi vàng vàng 49k. Đợi cưng xỉu luôn. Ôi nó có áo của người lớn luôn nè mọi người. Lọt mấy cái, không biết lọt mấy cái nữa. Ai mà chịu khoản cọc rồi comment đã cọc rồi để em kiểm tra nha mọi người nha. Rồi lên bò vàng lớn và nhỏ nha mọi người. Em có bò vàng nhà không chị? Em có bò vàng không chị? Là bò vàng hồi nãy là ba lô đúng không em? Ba lô là em có rồi, vàng cho 49k cho Huyền Trang. Mọi người comment nhỏ và to nha để em coi thử có mấy cái này không lấy trong mấy nhà em. Ôi này được 2 cái à. Ôi dễ thương quá à. Dễ thương thiệt luôn á trời. Rồi 490.000 chốt qua 49.000 rẻ chưa từng thấy luôn, xịn đét luôn. Vàng cho anh Lê nè. Rồi là Huyền Trang chúc vàng người lớn luôn đúng không? Huyền Trang chúc luôn con vàng người lớn đúng không? Là bận cặp ha. Huyền Trang chúc vàng người lớn luôn, đúng comment ok em chị nha Huyền Trang nè. Trời ơi đẹp quá à. Cái này giá tặng với bán hay gì đâu, em không có bán gì đâu mọi người nha. Cái này giá tặng đó, cái này áo người lớn lộn chung vô đây em tưởng áo bé em tặng 49k mà bây giờ áo người lớn vô đây luôn tặng luôn ha. Rồi ok nè, lớn luôn cho Huyền Trang. Rồi ai chúc lớn lên lớn nha em đi mọi người. Ai chúc lớn lên lớn nha em đi. 49.000 490.000 chúc có 49.000. Nếu còn sót cái nào cho anh Nguyên đi. Cái này cá này đi. Hết luôn rồi, hết luôn rồi Ngân Hà ơi. Hết luôn rồi em yêu. Rồi lớn cái chị mì bánh đi nè. Lớn cái chị mì bánh em còn lớn. Rồi bằng lớn cho Thu Lê đi nè. Thu Lê là còn giữ cặp đúng không? Cho chị mì bánh size to đây nè. Còn cái nhỏ đó cho Thu Lê đi. Cái vừa đó cho Thu Lê. Cái này của chị mì bánh đó. Còn cái dưới này của Thu Lê. Vừa á Thâm Vu ơi, vừa nha em nha. Vừa thoải mái luôn. Vừa thoải mái, lên đi, lên đơn đi. Lên đơn vàng đi. Lên vàng đi, chút xíu nữa lấy. Tâm Vu nè, chút vàng lên vàng nha. Rồi, trắng luôn giùm em đi mọi người. Lỡ rồi, em tặng luôn 49k mà trắng. Trời đẹp xuất sắc mọi người ơi, vải thì thôi rồi, khỏi phải bàn. Nói mọi người cứ nghĩ đi, 500 ngàn một cái áo đương nhiên là chất của nó là ok ha mọi người ha. Rồi rất là đỉnh luôn nha. Rồi nhanh tay lên mạng đây giùm em, mã trắng em tặng luôn 49k khai xuân mọi người ơi. Rồi vàng nha Thâm Vu nè. Mở dư ra cái đi. Rồi nhanh tay lên trắng đi. Ai hơn được em nói thật sự đẹp lung linh luôn á tình yêu ơi, đẹp lắm luôn. Trong bao bung ra mới chát luôn như thế này nè. 490.000 chốt cho mọi người có bao nhiêu? 49k. Ôi trời ơi, rẻ được 450. Rẻ được tới 450 lần nha mọi người ơi, vải nó mềm nó mịn kinh khủng luôn. Rồi lên trắng giùm em 49k mã trắng nha, tay bo như thế này nè, dạng hoodie rất là đẹp, rất là đỉnh nha. 49k nhanh tay lên đơn. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em mã trắng 49 nha. Nó nhiều, nói chung là áo thun mình nó nhiều lắm mọi người, nó nhiều màu lắm. Có khoác nữa nha mọi người, chốt áo khoác. Rồi trắng trắng giùm em 49k mà trắng giùm em. Trắng 49k giùm em. Nhanh tay lên đơn mà trắng 49 nè. Rồi trắng 49 cho Huyền Trang. Rồi trắng 49 cho anh Lê. Em quan đại tay nào cũng chung là phương nó rộng rộng như bận.
rồi trắng muốn chế chị mì bánh. Ô cái trắng nó bị ấy nó bỏ đây đi sao mà trắng là xoay ăn. Ồ có bé nữa. Cái này bị dơ rồi nè. Bỏ cái đó rời ra đi. Đó cái đó rời ra quăng ra đi đây. Dơ trên cổ nha. Mở ra em biết em thấy gì hay. Rồi ra chút trắng nữa lên trắng nữa mọi người. Thôi ai chút cặp thì chút cặp đi nè. Em lấy cho bé nhà em cái. Rồi trắng muốn chín nha Thu Lê. Thu Lê là không đủ đơn hay sao mà còn giữ cặp. Đây là lý do. Tùy vậy mà sao cặp ta. Rồi trắng cho anh Kiều. Rồi vàng lớn cho anh Hưng Nguyễn Nương. Rồi bỏ cho Nguyễn Nương bỏ vàng vô trước đi để lộ. Rút ra rớt 2-3 view dưới đó để lộ. Rồi 2-3 view ra bỏ trắng đi. Rồi trắng bé giùm em đi mọi người. Trắng bé em có mấy con thôi. Em lấy cho bé nhà em còn 2 con thôi mọi người. Lấy cho bé nhà em con còn 2 con thôi. Ai chúc trắng bé lên trắng bé. Rồi trắng bé cho Huyền Trang đẹp lắm. Huyền Trang ơi mê luôn á. Đẹp lắm. Trời ơi nó đẹp lung linh luôn á trời. Trời ơi. Xuất sắc Huyền Trang nhanh lên. Trắng bé Huyền Trang, trắng bé cho anh Lê. Trắng bé hết rồi, cái này để cho ông bé nha mình. Đây chị để dành cho ông bé nha, chị không biết còn hay không nữa. Nó cột vậy, không biết còn ở dưới hay không này chị. Em chốt trắng bé nhưng mà còn thì em chốt còn không còn thì thôi nha mọi người nha. Chứ còn con này dư ra là em để cho con gái nhà em rồi. Để cho bé nhà em rồi thành cho nên là nếu mà còn thì em bỏ vô còn con này thôi nha. Em đập thì em đập nhưng mà em biết em chút xíu nữa nó xuống nó soạn, nếu mà còn thì em bỏ vô còn không này thôi nha. Rồi cảm ơn bầu trời đêm nè, cảm ơn em, chúc gia đình em cũng vậy nha. Rồi trắng bé này cho anh Kiều nè, bỏ vô anh Kiều. Trắng bé cho Thu Trang này, Thu Trang bữa cuối năm còn 2 cái, chiều chốt thêm đơn này, chị xả đơn ra mất tiêu. Rồi lên trắng bé giùm em còn. Cho chị trắng bé, rồi ok chị nè. Rồi ghi ra chị mì bánh 49k nè. Rồi, cái này em để dành trắng bé nha em. Rồi ra chút nữa thì ấy là biết sao nó nằm ở trong cọc như vậy nè, không biết là bé hay lớn hay là bung ra nó cột chung với củ mình lớn như vậy nè. Ôi cái này là nó làm cái rồi nó cũng như chờ xíu nha mọi người, em gọi cho con gái nha em nữa. Nó thích màu nào, con này nó màu mà đúng thì nó mới chịu. Trên bà nội ừ. Em có đen nữa nha mọi người. Ai hơn được. Em có đen nữa. Ai chút đen lên đen nha. Chứ làm tao khoát luôn. Rồi đen luôn nha mọi người nha. Chút đen lên đen. Trời ơi đẹp quá nè. Xuất sắc luôn nha mọi người nha. Ai hơn được nha. Ai hơn thì được nha. Lên đen. Em có đen bé và đen lớn luôn nha. Không vừa 13kg không vừa đâu em yêu ơi. Ôi nó đẹp xuất sắc mọi người ơi. Rồi lên mã đen giùm em. Ai chút đen lên đen giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đen. Em có đen bé và đen lớn nha mọi người nha. Đen bé và đen lớn. Bà nội nó làm đi mà mất mấy hết trời. Rồi đen bé và đen lớn giùm em nha. Đen bé và đen lớn ai chút lên đơn nha mọi người nha. Đen bé và đen lớn để em coi thượng bé nhà em nó có chịu hay không nè. Rồi em lấy trước cho nó.
chua nhà sao mặt mày lúc nào nhà hai con mắt không mở ra. Ê nè, mày gọi con là mày lấy cái áo này tay dài này cho con được không nè. Con thích màu đen hay màu trắng? Nè. Màu đen màu trắng. Tay dài nè, áo hoodie á. Màu trắng nghe rồi, ok. Lấy màu trắng thôi. Rồi màu đen mọi người chốt đi. Rồi đen đen nha mọi người, có bé và con lớn luôn nha mọi người nha. Đen đen giùm em nha. Kèm giá tiền vô giùm em mới được nha mọi người nha. Đen đen kèm giá tiền vô giùm em. Rất là đẹp. Nó suy nghĩ, nó muốn lấy hai cái á. Nó ham á. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Ai chúc đen lên đi giùm em. Có bé và có lớn nha. Nó đem nó làm chung vô đây nè. Cái này em thấy áo bé này, nhưng mà người lớn mình mà kiểu như nhon nhon á, không bận được. Rồi ok nè, đen lớn và đen bé lên giùm em. Mình cũng biết được mấy cái áo nhỏ là gì. Cùng là hết tre, nó nhìn bao giờ mới say gì bực mình. Rồi đen đi mọi người, lên đen đi. Đen là bé và đen lớn nha em đi. Rồi ok, bé chia cái mạc vô em chẳng thấy được. Rồi lên đen đi con. Rồi đen bé và đen lớn giùm em nha mọi người nha. Ai chúc đen lớn lên đen lớn, mà ai chúc đen bé lên đen bé nha. Rồi đen lớn nha Xoay An nè. Đen lớn nha Xoay An. Rồi đen nguyên cặp cho Huyền Trang nè. Tay lớn một tay bé cho Huyền Trang. Rồi Huyền Trang đen cặp nè. Rồi ok, chờ chờ xíu nha Huyền nè. Huyền ơi chờ mình xíu nha. Thu Trang. Số An có đen lớn rồi đúng không? Rồi bé cho anh Lê nè. Tay bé nha chị anh Lê. Rồi đen lớn hay đen bé Huỳnh Thanh ơi lên lại nha. Lên lại giùm em nha, kèm nhá tiền giùm em nha mọi người. Rồi đen bé em còn không? Con một à. Nếp bên dưới em còn không? Đen bé cho Thu Lê cho đủ đơn để đi đơn. Chưa. Bữa nay hết ngồi sòng rồi, đâu có ai trên đó nữa đâu ngồi sòng. Còn đen lớn thôi anh Lê ơi, em hết đen hình như chị à, anh Lê có đen bé rồi đúng không? Rồi giờ cho chị anh Lê cái đen lớn nè. Rồi chị anh Lê đen lớn. Đẹp quá, đẹp mọi người ơi. Rồi đen lớn như Huỳnh Thanh nè. Ai có đơn cọc giùm em nha. Hết rồi, hết xe nhỏ rồi Thu Trang ơi. Hết lớn, hết bé rồi. Để thử rảnh rảnh em kêu bé nó soạn, bé cho Minh vậy nó soạn thử nha. Để em kêu tự rảnh rảnh em kêu nó soạn thử rồi ok ha mọi người ha. Rồi đen lớn cho Phan Thị. Hết đen bé rồi, Phan Thị đen lớn ok. Rồi bây giờ mọi người muốn lên áo khoác trước em muốn lên áo thun trước mọi người. Xanh đen chất cô tông 100% giùm em nha. Con xanh đen rất là đỉnh luôn ha mọi người. Rồi nhanh tay lên xanh đen giùm em. Vải là bao chất nha mọi người nha. Rồi em tặng luôn 59k đi nha. Con này toàn bộ em like 75. Nói chung là 65.000 rồi con em tặng 59k. Cái này đầu like tặng luôn 59.000 nè. Ai chốt này nhanh tay lên đơn 59k giùm em. Rồi lên xanh đen giùm em nha mọi người. Từ khoảng 40 cho tới con này chắc 70-75kg.
Rồi lên mã xanh đen giùm em, nam nữ đều bận được giùm em nha. Hàng Bamboo hết giùm em nha. 59k mã xanh đen nhanh tay nè. Từ khoảng 40 cho tới 70kg bận ok giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đây giùm em. Mã này mã xanh đen giùm em ha. Chút xanh đen nhanh tay lên xanh đen giùm em ha. 59k hàng Bamboo nha mọi người. Hàng Bamboo hết giùm em nha. Rồi lên đơn mã xanh đen 59k này, đâu lẹ cái ngoài. Rồi xanh đen 59k 40 tới 70kg vừa. Xanh đen 59 nè. Của con voi này mình có còn không ta? Cái này lô trước em có nè mọi người. Con này là lô trước em có nha. Cái này là lô trước em có nhưng mà cái này nó mới có lại nè. Cái ai chút xanh này lên xanh giùm em ha. Rồi em tặng luôn 49k là xanh đen danh lên nè. Rồi con xanh này, con voi xanh này em tặng luôn 49.000 đi mọi người. 49k nha, con này size 40 tới 60kg bận vừa. Con này size 40 cho tới 60kg bận vừa giùm em nha mọi người nha. 40 tới 60kg, ai chúc voi xanh lên voi xanh giùm em 49k. Cái này lô trước em còn có nha mọi người nha. Rồi lên đơn voi xanh giùm em. Xanh đen hết trơn rồi, xanh đen nó còn không lên? Hình như còn không? Rồi cứ lên hai đơn đi. Bỏ vô đi hình cương dẫn lê đi, đó là màu xanh. Rồi xanh 49k cho Thu Lê nè. Rồi con đen nè mọi người. Này hết cái xanh này em chẳng biết còn gì. Rồi lên đi mẹ mã caro đi trang những cái cặp đó mọi người. Đi trang những cái cặp mà hồi nãy caro á. Nó dạng dạng như cặp caro đó mọi người. Rồi lên đây em mã này mã caro giùm em nha mọi người nha. Rồi em tặng con này 65.000 đi. Rồi caro này 65k giùm em. À chút lên đơn kèm size nha. Dạng này dạng unisex free size giùm em. Nói chung nó cũng có size nhỏ hơn rồi đó ha. Rồi ai chút mã này lên mã caro giùm em 65k. Mấy nào có đụng hàng caro 65k kèm size cho em là được nha. Trời ơi rất là đỉnh luôn. Con này 425.000. 65k giùm em mã caro. Caro, caro hàng hãng á mọi người, bận là bao phê rồi. Nhiều khi em bận áo này, em bận em hay like mọi người hỏi hoài. Hôm nay có đó mọi người chốt đi ha. Rồi caro cho anh Lê. Rồi caro cho Xói An. Rồi ai chúc caro nữa lên caro, ai chúc áo em đang bận nữa lên áo em đang bận nha mọi người nha. Nó lộn xộn như vậy, em bóc cái nàm like cái đó chứ còn chẳng có ấy. Rồi con này chắc nó có đủ size, con này cũng 425.000. Rồi lên đơn giùm em mã này mã trắng giùm em nha mọi người, 65k mã trắng. Rồi trắng giùm em 65k ha. Này chữ đơn giản phía trước sau có hình như thế này. Rồi lên đơn giùm em nó hình con heo với hình con gì nè. Rồi lên đơn giùm em mã này giùm em là mã trắng ha. Chút trắng lên trắng kèm size giùm em nha, 65k mã trắng. Rồi trắng lên trắng giùm em 65.000. 425k cô tông nha, con này là cô tông 100% với em nha. Rồi trắng giùm em 65k, con này phân nhỏ, con này nhà, con này là size nhỏ. Rồi trắng 65k nhanh tay lên đơn, ai chút trắng nhanh tay lên đơn giùm em 65k mã trắng. Trắng 65k kèm size nên nó có mấy cái mẫu mới. Rồi trắng như Huyền Trương. Nè nó có mấy mẫu này nè, mấy mẫu này là em lấy mà nó để Tết em bận mà em chưa bận luôn á nè. Cái này em có lấy mà em chưa bận luôn á. 425 luôn. Rồi hai cái một cái size gì vậy Số An ơi? Một cái con size gì vậy? Hai cái bằng size là sao? Rồi lên đơn giùm em nha. Trời ơi mấy con này đã đẹp lung linh luôn mọi người. Con này 75.000. Bác hàng này là em like Tết là em like giá cao á. Em like 85-89.000 thì mới ok. Còn bây giờ em tặng luôn cho mọi người 75k. Toàn bộ hàng này em đổ đồng giá 100.000 hết. Em lấy size nào lên size luôn chị nha. Một size 56kg hay là lấy size nhỏ để ghi một con size S. Chị size S nha. Loan giùm em hỏi mấy mã này không có đụng hàng. Em thật sự chưa bao giờ có luôn nha mọi người nha. Nó đẹp lung linh như vậy nè. Chưa bao giờ có luôn. Em lấy nhưng mà em chưa có bận. Do biết sao em cay xung bận màu đỏ cho nó hơn. Chứ còn em tính em bận cái này đó. Em lấy mà em chưa có được bận. Đó đẹp lung linh như vậy nè. Xuất sắc luôn nha mọi người. Gọi là xuất sắc nha các tình yêu nha. Rồi lên mã Loan cho em đi ha. Chúc Loan lên Loan giùm em 75k. Trời ơi đẹp dã man luôn. Con này gọi là đẹp dã man luôn nha mọi người nha. Quá đẹp.
Cái này mà ai mà nhu dụng nữ mình bận á, mọi người bận nhau quần đùi giấu quần như thế này rất là đẹp nha mọi người. Đó, còn nhu dụng nam thì bận bình thường, còn nữ mình bận phơm giấu quần rất là đỉnh luôn ha. Rồi lên mã Loan giùm em, mã Loan giùm em nè, Loan cho anh Lê nè. Rồi con này con tím, ai chú tím lên tím giùm em phơm vừa. Rồi tím này mọi người lên tím đủ size cho em đi, ai chú tím lên tím giùm em nha. Rồi tím 65k 100% cô tông nha mọi người. 100% cô tông giùm em mã tím. 65k giùm em, nam nữ đều bận được giùm em nha. Rồi lên mã tím giùm em 100% cô tông. Con này là 100% cô tông chứ không phải là ấy. Cái kia là thun cô tông mịn, còn đây là cô tông, rất là đỉnh. Rồi lên mã tím giùm em, phơm này phơm vừa. 65k giùm em mã tím, hàng này không có hàng đâu. Toàn bộ mấy mẫu đây là mẫu mới nhất luôn ha mọi người ha. Rồi nhanh tay lên tím giùm em, 65k mã tím. Tím 65 ngày giùm em mã tím. Không, cái này size S là vừa rồi, cái này phơm nó to lắm, em cứ yên tâm. Hai size L, một L cho chị Linh Nguyễn. Mã Loan á của chị Linh Nguyễn. Bao nhiêu kia rồi? Phải lấy đi. Là của chị ba ba con á. Ớt thôi còn ít lắm chị ơi, để bán lẻ chứ nhiều khi là chị chọn mà là chọn cô tông nữa, thành cho nên là khó lắm. Nên em còn ít em để em bán lẻ. Giờ chị lấy 50 cái nhưng mà đều là lộn xộn, chịu lộn xộn thì em chốt. Nó bị trang như em like vậy thôi. Nếu cho em like cái này là hàng này á, em nói thật sự luôn nha. Em nói xạo ngồi đây mà nói xạo mất lọc luôn. Em đổ đồng giá 100.000 em bán, nói chung là em bán đắt như tôm tươi luôn. Nói chung là mấy cái hàng mà hàng này á, là nếu mà ai đã xài rồi thì biết. Em đổ đồng giá 100k là em nói chung em lời được nhiều. Chứ còn em bán trên live và nhiều cái em bán nói chung là rẻ lắm. Nhiều cái em đổ xa cả đồng giá, đâu có phân biệt là cái size to, size nhỏ hoặc là cái gì gì đâu. Cứ em bán đồng giá vậy là 100.000. Còn bây giờ em bán trên live như thế này á, rất là rẻ luôn. Có chịu thì em tách luôn, chị làm tách điều chứ em không có lựa như hôm bữa nữa. Em tách điều á, chịu thì tách nha, còn không thì thôi chứ còn mà em không có lựa ra đâu. Rồi tím L, vẫy L cho chị mì bánh nè. L, vẫy L chị mì bánh. Ba lô, ba lô chị còn á, ba lô còn đó thì em coi like lại đi rồi em chốt cái nào thì em ấy. Ba lô còn. Rồi, nó được tách ra hai bao ấy. Không, tách ra hai bao lạc của ta đó. Cũng chung là A Mỹ sao lạc được. Được. Hai bao mình là giá trị được in chí gần ưa mẹ yêu chị. Không ai gì. Ba vậy sao chờ mẹ ra vì tao bót đi. Thì tao bót ra ID Oli lắm mà đâu mới dễ mất ra ơn đi ăn thì. Quà nó mất nó đền với giá trị hàng hóa nó đền. Phần quần kìa. Gì? Thấy là tôi sợ đó. Đóng 2 bao không? Trời ơi, sao gửi hàng vậy? Con không coi thử có xe không? Gửi mẹ xe cho ta, cha ta chuyển khoản đủ gửi xe cha, cho ta nhận cho nhanh cha đi. Lấy số điện thoại gọi lại cho bên đó đi. Rồi là kêu là gửi xe được không? Gửi đại xe, coi thử xe nào. Bây giờ gửi ra xe nữa, tốn tiền. Bây giờ khách chuyển khoản đủ rồi thì bên em nói chung là làm ăn có trách nhiệm kinh khủng luôn á. Em nói thật sự, bây giờ em tách hàng ra biết sao, một bao tải to bự thì không, nó không đẩy một bao tải to bự như vậy. Bây giờ nó bắt buộc phải tách nhỏ từng bao ra, làm đôi ra như vậy thì sao sợ mất hàng. Trong cái hàng của bên em mà áo dài, lô áo dài nó mắc tiền á mọi người, người ta đi lô á. Lô áo dài mắc tiền á, mà bây giờ lỡ mất một cục hàng mấy chục triệu là biết đền hả. Bên kia nó chờ xử lý đền 4 tháng trời á, mọi người tin không? Em gửi bên Viettel Post mà cái đơn mà của khách của em mua nha, em bỏ tiền của em ra đền rồi tới hồi em chờ bên bưu điện đền lại cho em 4 tháng.
4 tháng trời nó mới đền lại cái đơn hàng của em, mà trong khi bây giờ đơn hàng áo dài với ba cái đầm dạ hội đồ, nói chung là tách lô áo dài đầm dạ hội đồ mọi người giá nó rất là mắc. Một đơn đi như vậy là mấy chục triệu mà bây giờ đi sợ mất hàng, giờ không biết như thế nào luôn. Tuy do hôm nay nó chuyển khoản đủ phải đi hết. Rồi cảm ơn chị Thạch nè, Nguyễn Bích Thạch nè, rồi em chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe bằng sự như ý nha. Rồi ok, em tách là em tách lộn xộn á, chứ còn mà giá em bán là nói chung là mua tiên á, nhiều khi em tách lô mà mua mà nói qua nói lại là em không thích.